nuôi thành thanh mai, bắt đầu giới thiệu vắng tắt từ nhà trẻ. Lộng mai kỵ trúc vui chơi giải trí. Môn hộ mới quen biết. Không thể ngượng ngùng nhưng kiều diễm. Nhưng trước gió lại tỏa ra một lớp mỡ đông. Tỉnh lại sau giấc ngủ, hứa khánh phàm trở lại 20 năm trước, năm 2002. Một năm nay trời rất xanh, mây rất trắng, gió rất ồn ào náo động. Một năm này Thanh Mai không có xuất ngoại, cha mẹ không có bạc đầu, hắn cũng không có ưu sầu kẻ vô tích sự. Một năm này, hắn 6 tuổi, nàng 5 tuổi, bọn họ đều có thể hảo hảo cảm thụ bông tuyết nở rộ khí hậu. Một Kiếp trước và kiếp này Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hứa Khánh Phàm Giọng nữ cố ý bắt chước giọng búp bê từ bục giảng truyền đến Các bạn nhỏ khác đều đang nghiêm túc tập luyện, sao cậu không hát theo đi, cô giáo từ trên bục giảng bước xuống, đi tới trước mặt hứa khánh phạm kiên nhẫn dò hỏi. Ta ngủ âm không được đầy đủ. Hứa khánh phạm liếc mắt nhìn giáo viên âm nhạc đi tới, ánh mắt lại đặt về tài liệu trong tay mình. Phối hợp với bộ dáng làm bộ vô cùng lạnh khốc của hắn, một ngụm giọng búp bê trong sữa thành công chọc cười lão sư. Phân tích thực lực đội World Cup 2002 Những thứ này sau khi về nhà sẽ xem nhà, lão sư giúp ngươi bảo quản trước giáo viên âm nhạc cướp quyển sách nhỏ trong tay hứa khánh phạm lên tay mình, trực tiếp đọc chữ hán viết trên bìa. Nào, chúng ta lại tập luyện một lần nữa, đèn hành lang tắt chuẩn bị lên. Giáo viên âm nhạc trên đài phối hợp với giai điệu truyền ra từ radio trung đùi đắc ý, trong lớp vang lên hộp sắc bán đảo phiên bản tiếng trẻ con. Hứa Khánh Phạm không có việc gì làm nhìn cô giáo mưa nhỏ trên đài, khi ánh mắt cô sắp ném tới thì ê ê a à hừ vài câu thì ra bác độ không gian là năm nay phát hành A, hắn nhìn bóng cây loan lỗ ngoài cửa sổ, từng trận xuất thân. Là tiết mục diễn tấu buổi lễ tốt nghiệp trường mẫu giáo, bài hát này hiển nhiên là không thích hợp, không cần hỏi, nhất định là vị trên sân khấu lấy quyền mưu tư kia. Bất quá vừa nghĩ tới lại qua 20 năm, nhà trẻ biểu diễn tiết mục sẽ thuần một sắc biến thành yêu ngươi lẻ loi đi ngõ tối. Hứa Khánh Phạm giống như cũng sẽ không phải là khó tiếp nhận như vậy. Còn có 5 phút tan học, nhìn một chút đi. Biến thành bộ dáng này đã hai tuần, vừa mới bắt đầu còn bởi vì quên mất chỗ ngồi trong lớp của mình mà xấu hổ, nhưng trong một lần toán học thuận miệng giải một đề gà thỏ cùng lòng, chuyện phía trước liền rất nhanh lật lại. Ban đầu lão sư còn tưởng rằng hứa khánh phàm thuận miệng nói đúng đáp án, nhưng khi hắn viết ra phương trình nhị nguyên một lần trên bảng đen, lão sư toán học trong nháy mắt hóa đá. Kết quả là, hứa khánh phàm từ nhỏ chất phát sau ngày đó có tên là tiểu thần đồng. Rèn, 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 rèn. các bạn nhỏ hôm nay tiết học liền lên đến nơi này nha mọi người sau khi trở về hảo hảo luyện tập có được hay không tốt chung tăng học vừa vang lên các học sinh giống như là ngựa hoang sắp thoát cương lớp học trong nháy mắt ầm ĩ lên hứa khánh phàm thu hồi tầm mắt hà tiểu tiểu ngồi cùng bàn thấy hắn nhìn qua nháy mắt trừng mắt lạnh lùng hừ tiểu nữ sinh tựa hồ thập phần tức giận ngạo kiều quay đầu sang một bên khác hứa khánh phàm buồn cười lắc đầu không để ý đến bạn cùng bạn nóng nảy thẳng đến khi trên bục giảng lấy lại được quyển bách khoa toàn thư đội bóng vừa bị tịch thu hà tiểu tiểu là hàng xóm của hứa khánh phàm hai người nhà trẻ một lớp tiểu học một lớp ngay cả sơ trung trung học cũng vẫn là một lớp rất hiển nhiên vị này chính là thanh mai của hắn hà tiểu tiểu bắt đầu từ cuộc thi nhập học tiểu học liền thể hiện trí tuệ không gì sánh kịp của thiếu nữ Thành tích quanh năm chiếm lấy vị trí thứ nhất khối, sau trung học cơ sở lại càng duyên dáng yêu kiều, bởi vậy cũng đương nhiên trở thành ánh trăng sáng trong lòng Hứa Khánh Phàm. Từ nhỏ đến lớn, mua đồ ăn vặt, tặng quà, ngoài trừ mỗi ngày chuẩn bị ngủ ngon, Hứa Khánh Phàm ngay cả ngày đối phương đến kỳ kinh nguyệt cũng nhớ rất rõ ràng, dùng từ sau đó hắn học được để hình dung, đó chính là liếm từng ly từng tí. Nếu như ngươi hỏi Hứa Khánh Phàm kiếp trước hối hận nhất một sự kiện là cái gì, vậy nhất định là nghe tin hạ tiểu tiểu quỷ thoại. Lúc tốt nghiệp cấp 3, cô nói. Nhị bản không phải là đại học tốt một chút sao, anh học lại đi, nếu anh thi đậu đại học Hồng Kông em sẽ đồng ý làm bạn gái anh. Một năm sau, cô còn nói. Anh sẽ không cho là thật chứ, thật ra em chính là vì cổ vũ anh, em học đại học không có ý định yêu đương. Nếu anh học đại học cũng có thể kiên trì thích em 4 năm, vậy tốt nghiệp em sẽ đồng ý làm bạn gái anh. Một khắc kia, hứa khánh phạm thậm chí còn nghĩ ra nơi chôn cất xương cốt của hai người trong tương lai. Kết quả là hắn lại kiên trì không ngừng liếm hạ tiểu tiểu ba năm. Nhưng mà, hiện thực lại một lần nữa cho hắn một cái túi nặng nề. Có lẽ là được thiên vị luôn không có sợ hãi đi, mặc dù cha mẹ hai bên đều thập phần đồng ý hôn sự này, nhưng hạ tiểu tiểu sau khi tốt nghiệp đại học vẫn dứt khoát kiên quyết ra nước ngoài du học hứa khánh phàm đến nay vẫn còn nhớ những lời cuối cùng hạ tiểu tiểu nói với anh hứa khánh phàm anh là một người tốt nhưng thật xin lỗi vì em đã nhận được đề nghị của harvard cảm ơn anh đã làm bạn với em mấy năm nay anh là một người tốt thật đấy nếu sau khi em tốt nghiệp trở về anh còn thích em em sẽ gả cho anh một câu người tốt hạ tiểu tiểu lặp lại hai lần thiếu nữ trong mắt nghiêm túc tự như đêm đó đầy sao lấp lánh mà để cho hắn không cách nào nhìn thẳng nàng xoay người rời đi, như là hạ quyết tâm nào đó, không bao giờ nhìn ta một lần nữa. Rời đi, ở trong từ điển giải thích là, cùng một người hoặc là một chỗ tách ra, có lẽ là tại một khác kia, hứa khánh phàm lập tức hiểu được cái gì gọi là rời đi. Tiểu tiểu Hứa khánh phàm đuổi theo xe taxi tê tâm liệt phế gào khóc, chỉ là, xa thần lái AE86 cũng đuổi không kịp Mercedes, huống chi thân thể hắn. Một khắc kia, hứa khánh phàm hiểu ra, mình chỉ là một tấm thẻ phí trong sinh mệnh của nàng, bị nàng dùng để ràng buộc quân cờ quá độ. Đến tận đây, hai người liền không còn liên lạc, mãi cho đến sau này nghe nói Hạ Tiểu Tiểu bị lây nhiễm một hồi quét sạch thế giới virus, chết ở cái kia tự do quốc gia. Đau, đau quá. Nói không rõ là cảm thụ gì, hứa khánh phàm kỳ thật cũng không hối hận liếm Hạ Tiểu Tiểu nhiều năm như vậy, nếu không thật sự thích, ai nguyện ý làm liếm chó chứ. Có đôi khi nửa đêm mộng hồi, hắn ngẫu nhiên sẽ nghĩ có lẽ mình ngay từ đầu đã sai rồi một đoạn tình cảm khỏe mạnh vốn nên là thành lập trên bình đẳng ý đồ dùng tốt để đổi lấy tình yêu vốn là sai liếm chó không được chết tử tế hứa khánh phàm dùng dư quan liếc mắt nhìn hạ tiểu tiểu đi theo phía sau mình lập tức đi về phía cửa nhà trẻ cái đầu ít của cậu giống như quả bóng cao su đá một cú vào cửa hàng bách hóa giấy cam đoan giấy cam đoan cam đoan về sau không đọc sách Hứa Khánh Phạm liếc mắt nhìn tiểu mập mạp miệng đầy thuận miệng, nói thầm. Muốn thiên nhiên cứu sinh à? Nhìn cậu em mời nhìn. Tiểu mập mạp thấy Hứa Khánh Phạm nhìn mình chầm chầm, tìm thư uyển miệng đầy thô tục mắng. Hắn im lặng liếu lưỡi, cũng không biết ai dạy, không có giáo dưỡng như vậy, hy vọng cha mẹ hắn đừng đem nội đổ lên quốc mạng. Hắn thu hồi tầm mắt, không để ý tới tiểu mập đôn nữa, bất quá đối phương tự hồ không chịu buông tha đáng tiếc đã đến cổng trường nếu không hứa khánh phàm không ngại đánh gấu con một trận ba anh gọi người thanh niên ngồi trên xe máy ở cửa phàm phàm tiểu tiểu đâu ba hứa thấy con mình đi ra vội vàng dập tàn thuốc ra đón tiểu mập đôn phía sau thấy phụ huynh hứa khánh phàm đến cũng chỉ đành tha cho hắn một mạng phía sau chào chú hứa hà tiểu tiểu chạy tới đuổi theo đội ngũ nào cầm cặp sách cho chú. Cảm ơn chú. Hà Tiểu Tiểu cười đưa cặp sách cho hứa ái quốc, khi ánh mắt nhìn về phía hứa Khánh Phạm, trong nháy mắt hoàn thành xuyên kịch biến sắc mặt. Hứa Khánh Phạm đương nhiên sẽ không so đo với trẻ con, hết sức lịch sự để cho cô lên xe máy trước, còn mình ngồi ở phía sau cùng. Có thể là đùi đùng phải cô, Hà Tiểu Tiểu cầm lấy bàn tay nhỏ bé phấn đô đô đối với bắp đùi hứa Khánh Phạm dùng sức bóp một cái. T hứa khánh phàm đau đến hít vào một hơi khí lạnh cũng không nuông chiều cô hứa khánh phàm đưa tay xoa xoa khuôn mặt trắng nõn của cô hai người trên xe một phen đùa giỡn rất nhanh liền về tới đại viện công nhân viên chức nhưng tạo thành kết quả chính là hạ tiểu tiểu càng thêm chán ghét hắn xú tiểu tử ngươi có phải hay không lại khi dễ người ta tiểu tiểu rồi hứa ba thấy hạ tiểu tiểu thở phì phò quay đầu rời đi vỗ con mình cái óc một cái cười mắng ta nào có Hứa Khánh Phạm Lý không thẳng khí cũng cường tráng. Có thể là bài tập hôm nay quá khó khăn. Anh bổ sung. Hai. Kiếm tiền phiền não. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tránh ra tránh ra. Một thân mùi chó. Hứa Khánh Phạm ghét bỏ đá văn ba con chó đất vây quanh, đi theo sau cha trở lại nhà hắn ở hơn 20 năm. Kết cấu đại viện có chút giống tòa nhà dạy học của trường học trong một tầng lầu có hơn 10 hộ gia đình ở, chen chúc là khó tránh khỏi, nhưng so với tòa nhà xi măng cốt thép càng có khói lửa. Cửa sắt kiểu có giãn, gạch men sứ hình vuông phục cổ, một gian phòng nhỏ 50 mét vuông gửi gắm tất cả hồi ức thời thơ ấu của hứa Khánh Phàm Bởi vì hàng xóm láng giềng đều biết duyên cớ, ở tại Liên Hoa Đại Viện người đều thói quen ban ngày không khóa cửa, mặc dù là muốn ngắn ngủi đi ra ngoài một chuyến, cũng chỉ là đem ngoài cùng cửa sắt kéo lên. Chào chú Lý chào Di triệu. Trên đường đi, hứa khánh phàm lần lượt chào hỏi hàng xóm láng giềng quen biết, đều là nhìn hắn lớn lên, sống cùng một đại viện nhiều năm như vậy, chuyện chó má đảo ngược trên cơ bản chưa từng gặp qua. Lúc đi ngang qua nhà hạ tiểu tiểu, đối phương đã thổi quạt điện đang hết sức chuyên chú nhìn bảo bối kỹ thuật số phiên bản tiếng quảng. Lại nói tiếp bộ anime này là hứa khánh phàm dẫn cô vào hố. Tuần trước hứa Khánh Phạm hiếm khi tìm được một bộ phim hoạt hình mà mình cảm thấy hứng thú trên tivi. Ai ngờ bà hứa đoạt lấy điều khiển từ xa, điều đến chương trình tin tức mà mỗi ngày ông phải xem, cũng nói Mỹ danh giúp ông mở rộng tầm mắt. Hứa Khánh Phạm nghĩ cũng chỉ 30 phút, chờ thì chờ đi, kết quả tin tức vừa kết thúc, phòng bên cạnh truyền đến một câu sinh tử chưa chắc liền hệ phúc lại đem hứa mụ hấp dẫn tới. Điều khiển từ xa cứ như vậy ở giữa cha mẹ hai người tay trái đảo tay phải. Căn cứ vào nguyên tắc nhìn ở nơi khác, Hứa Khánh Phạm quyết đoán chạy tới nhà Hạ Tiểu Tiểu, dùng vũ lực cướp đoạt điều khiển từ xa của cô nhìn bảo bối kỹ thuật số. Hạ Tiểu Tiểu vừa khóc vừa nháo, nhưng phụ huynh luôn thiên vị trẻ con tới cửa làm khách, vì thế cô chỉ có thể ủy khuất cùng Hứa Khánh Phạm xem bảo bối kỹ thuật số. Mặc dù bộ anime này cũng rất hay, nhưng Hứa Khánh Phạm phải xin lỗi vì hành vi cướp điều khiển từ xa của cô. Hạ Tiểu Tiểu cho là như vậy bởi vậy từ ngày đó trở đi cũng không cho hứa khánh phạm sắc mặt tốt mẹ lại đây giúp mẹ cầm cái đó trong phòng bếp truyền đến giọng mẹ hứa khánh phạm sớm đã quen với hành vi của mẹ hắn đi tới cửa phòng bếp hỏi lấy cái gì cái đó đi lấy cây lau nhà kéo ở đây một chút mẹ chỉ vào một vũng nước trên mặt đất nói ồ sau khi một nhà ba người ăn cơm tối xong lại vội vội vàng vàng đi năm xưa ba hứa nhập ngũ làm lính ô tô vài năm sau khi xuất ngũ trở về nhà máy quê hương làm tài xế không quá mấy năm bắt kịp thủy triều sa thải ba mẹ hứa song song thất nghiệp hai người đành phải hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia về việc làm linh hoạt ba hứa cầm tiền bồi thường mất việc mua một chiếc xe máy đón khách mẹ hứa thì đặt mua một chiếc xe đẩy nhỏ chuyên bán nước đường và ốc đồng người một nhà cứ như vậy sống không tốt không xấu phúc vô song chí họa vô đơn chí thành thật an phận qua vài năm sau, trong một lần chở khách, bà hứa đụng phải một vị khách không cẩn thận thò chân vào bánh xe. Vốn là chở khách phi pháp, lại vượt qua khoảng thời gian đó toàn diện cấm xe ôm, chẳng những bồi thường cho người bị thương một số tiền lớn, xe máy bị tịch thu, bà hứa cũng bị giam hơn nửa tháng. Sau đó vẫn là hạ tiểu tiểu kéo một phen, hứa gia mới có thể từ trong vũng bùn này dãy dụa đi ra. Bởi vậy quan hệ của hai nhà không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân, cũng đều phi thường vui vẻ thân càng thêm thân nhiều năm trước khi tai nạn xảy ra đạo cứu rỗi ở trong đó hứa khánh phàm nhìn đội bóng trong tay mình phân tích sách nhỏ thầm nghĩ bởi vì đội tuyển quốc gia lần đầu tiên được đề cử cúp thế giới năm đó vô cùng nóng bỏng lúc hứa khánh phàm giúp mẹ nó đưa đồ ăn bên ngoài không ít lần nghe khách thổi nước rất nhiều chuyện hứa khánh phàm đều không nhớ được nhưng cái gì mà còi đen gậy gọc bởi vì nghe quá nhiều cho nên cho đến hôm nay vẫn là ấn tượng sâu sắc. Thể màu năm 2002 đưa ra không ít cách chơi, ngoài mua thắng bại, tỷ số thông thường, còn có 16 trận đấu mạnh đơn giản thô bạo nhất và 8 trận mạnh nhất, 4 trận mạnh nhất. 16 trận đấu mạnh mẽ, 16 trận đấu. 1 phần 8 trận chung kết 8 trận, 1 phần 4 trận chung kết 4 trận, vòng bán kết 2 trận, trận chung kết 2 trận, đoán thắng bại hòa nếu như toàn bộ đoán trúng có thể đạt được giải nhất, hai đồng tiền liều 2 triệu. Tuy nhiên, những người từng học toán trung học phổ thông đều biết xác suất này thấp đến mức nào, 1 phần 3 là 16 lần, sau một chuỗi số thập phân là không có thể hoàn toàn xóa bỏ nhiệt tình của bạn. Tám đội mạnh thì đơn giản hơn nhiều, trong 32 đội tìm ra người có thể tiến vào bát cường, nhưng cộng thêm một loạt điều kiện hạn chế, xác suất trúng thưởng cũng thấp đến mức khiến người ta giận sôi. Hứa Khánh Phạm nhớ rõ năm đó số tiền đặt cược tích lũy cao tới hơn một tỷ, nhưng cả nước cư nhiên không có một người trúng thưởng. Đương nhiên, làm lại một lần hắn cũng không trúng được, ai bảo hắn cái gì cũng không nhớ kỹ, liền nhớ kỹ một cây gậy. Tìm thư uyển www chấm com trận chung kết là tan ba đánh đức bang, hứa khánh phạm này cũng nhớ rõ. Nhưng người thứ ba là ai hắn thật sự không nhớ nổi. Mục tiêu của hứa khánh phạm là tứ cường thải, mặc dù vị trí thứ ba hắn không nhớ rõ, nhưng căn cứ vào tin tức đã có, sau khi hắn dùng phương pháp loại trừ từng cái một, mục tiêu từ 28 giảm xuống còn 7. Tại sao lại là 28 mà không phải 29? Rất hiển nhiên, quốc túc bị hắn bài trừ trước tiên. Kỳ thật phương pháp bài trừ của hứa khánh phạm cũng rất đơn giản, đầu tiên là căn cứ vào top 2 của tiểu tổ bài trừ một nhóm, tiếp theo năm ấy tứ cường hình như không nghe nói có hắc mã gì, Đội ngũ hạng ba kia chỉ có thể định ở trong đội bóng hạng một hạng hai, đùa dẫn một phen, cuối cùng xác định phần danh sách giá trị ngàn vàng này. Năm đó Trần Đao tử dùng 20 khối thắng được 3.700 vạn, hứa Khánh Phạm ta dùng 100 khối thắng được 200 vạn, không thành vấn đề. Từ khi biết năm nay là năm không hai lên, hứa Khánh Phạm liền kiên nhẫn mỗi ngày trộm lấy mẹ hắn 10 đồng tiền, tính cả hôm nay, đã là ngày thứ 10, không nhiều không ít, vừa vặn gom đủ 100 đồng. Bố mẹ hứa cũng không có thói quen mỗi ngày ghi sổ, tiền kiếm được mỗi ngày trực tiếp khóa trong tủ quần áo, tích đủ một tháng gửi ngân hàng, vừa vặn thuận tiện cho hứa khánh phạm chu lên vốn khởi điểm. Mua sổ số có thể tự mình đi, chế độ điều lệ vài năm của thị trấn nhỏ vô cùng lơi lỏng, không thiếu phụ huynh sai con mình đi mua thuốc lá mua sổ số, khi may mắn còn có thể nhận được một gốc, năm hào phí chạy. Nhưng nếu thật sự trúng thưởng, mặc dù cha mẹ cao hứng, một trận đánh tàn nhẫn là khó tránh khỏi sáu tuổi đã dám trộm tiền trong nhà đi mua sổ số lớn lên có dám bán nhà trong nhà đi đánh bạc hay không hứa khánh phàm cũng đã có thể tưởng tượng được đến lúc đó cha mẹ cố nén khóe miệng cầm giá áo quất hắn ai ta không vào địa ngục ai vào địa ngục trong phòng vang lên một tiếng thở dài thật dài ba hạ nho nhỏ uy hiếp bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hứa Khánh Phạm đem thức ăn thừa cùng với xương cốt vụn mang xuống dưới lầu cho chó ăn. Mấy con chó vốn còn đang du đảng xung quanh thấy có người đưa thức ăn tới, trong nháy mắt chen chút tới. Những con chó này đều là vốn dùng để trông cửa trong nhà máy. Sau khi nhà máy đóng cửa liên tục chiến đấu đến đại viện người nhà trong cửa, những năm gần đây, còn chưa từng nghe nói qua có án trọng phát sinh. Mấy con chó thay nhau ngửi thứ hứa khánh phạm đổ ra, ngoài trừ một con chó vàng hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng đang ăn, những con chó khác lại chạy về chỗ nghỉ ngơi hứa khánh phàm cảm thấy vui mừng vẫn là đại hoàng tốt hơn những thứ khác đều là đồ chơi gì lần thứ hai đi qua nhà hạ tiểu tiểu cô bé đang hết sức chuyên chú ngồi ở trước bàn làm bài tập chào dì lâm hứa khánh phàm cười chào hỏi mẹ hạ tiểu tiểu ai phàm phàm vào ăn nho vừa mới mua mẹ hạ nhiệt tình chào hỏi được tiếp trước dì lâm vẫn nuôi cậu như nửa đứa con trai bởi vậy hứa khánh phàm không do dự đáp ứng lại nói tiếp đều là kết quả của thời đại hứa gia vẫn muốn có con gái lâm gia vẫn muốn có con trai nhưng người hai nhà đều là hộ khẩu thành trấn chỉ có thể sinh một thai đi rửa tay trước hứa khánh phàm giống như là ở nhà mình hấp tấp chạy vào phòng bếp rửa tay sau khi đi ra cầm lấy một chuỗi nho lớn liền ăn tiểu tiểu nghỉ ngơi một lát cùng anh phàm phàm xem tivi một lát, mẹ đi phê sửa bài tập. Hà tiểu tiểu hung tợn nhìn thoáng qua hứa khánh phàm đã cầm lấy điều khiển từ xa xem tivi, cực không tình nguyện gật gật đầu. Từ dì Lâm là một giáo viên ngữ văn tiểu học, kiếp trước còn từng làm chủ nhiệm lớp hứa khánh phàm và Hạ tiểu tiểu hai năm. Hứa khánh phàm điều tivi đến đài Hồng Kông, vừa vặn đúng 8 giờ vàng, trong tivi truyền ra ca khúc chủ đề tìm tần ký do cổ thiên nhạc biểu diễn làm xuyên qua dòng khai sơn thủy tổ, mặc dù là 20 năm trôi qua, bộ phim truyền hình này vẫn hấp dẫn hắn. Từ sau khi Hứa Khánh Phàm vào nhà, Hạ Tiểu Tiểu liền rất tức giận, mau tới dỗ dành tôi. Nhưng mà Hứa Khánh Phàm lực chú ý tất cả đều ở trên tivi, căn bản không nhìn nàng một cái, thiếu nữ tức giận không chỗ phát tiết. Này. Hứa Khánh Phàm nhìn về phía Hạ Tiểu Tiểu, nhưng đối phương chỉ trừng mắt không nói gì. Anh ta quay trở lại chương trình truyền hình. Này, lần này giọng nói lớn hơn thân thể hứa khánh phàm run lên thiếu chút nữa kích hoạt trí nhớ cơ bắp làm gì anh quay đầu hỏi gà thỏ cùng lòng dạy ta hứa khánh phàm nhìn nàng thiếu nữ trong nháy mắt bày ra bộ dáng vừa xấu hổ vừa giận dữ để ta dạy ngươi có thể nhưng về sau ngươi phải giúp ta múc nước hứa khánh phàm nghĩ đến kiếp trước mình giúp nàng múc nước nhiều năm như vậy mở miệng nói không nói cái này còn tốt vừa nói đến múc nước hạ tiểu tiểu lại nghĩ tới tuần trước để cho tiểu bại hoại đi giúp mình trang thủy kết quả đạt được một câu ngươi chân què hay là tay gãy nghe mẹ nói nếu một người bạn nhỏ đột nhiên trở nên không ngoan đó chính là thời kỳ phản nghịch đã tới cô bé hạ quyết tâm phải vuốt thuận thời kỳ phản nghịch của hứa khánh phàm tắt tivi không được hắn về nhà xem thì làm sao bây giờ cáo phụ huynh nghĩ biện pháp uy hiếp hắn cái đầu nho nhỏ của hạ tiểu tiểu đang vận chuyển rất nhanh rất nhanh một cái kế hoạch ác độc đã bị nàng chế định hoàn thành hứa khánh phàm ngây thơ không nhận được hồi âm của thiếu nữ lại hết sức chuyên chú xem phim truyền hình đột nhiên một đoàn không biết cái gì nện vào mặt hắn một cục vải sau khi hứa khánh phàm xoa dịu đoàn đoàn cả người lập tức không tốt béo béo mập quá mẹ Hứa Khánh Phạm hắn trọng con. Ngô ngô ngô. Hứa Khánh Phạm thề, hắn chưa bao giờ nhanh như vậy. Trong nháy mắt, hắn đã hoàn thành hai động tác giấu vải và che miệng hạ tiểu tiểu. Dì Lâm nghe được thanh âm từ trong phòng ngủ đi ra, nhưng hai người trong phòng khách giờ phút này hết sức bình thường xếp hàng ăn quả. Mẹ hạ giận con gái một cái, lại một lần nữa về tới phòng. Ngươi không dạy ta, ta liền nói cho hứa thúc thúc Diêu A-di, nói ngươi là biến thái, trọng ta cuối cùng hai chữ tiểu tiểu thật sự là không biết xấu hổ nói ra miệng. Đó là em ném cho anh, bây giờ tim hứa Khánh Phạm vẫn còn đập thình thịch, hắn vội vàng móc túi quần ra, trả lại cho Hạ Tiểu Tiểu. Hạ Tiểu Tiểu rõ ràng càng thêm thẹn thùng, nàng đem mập mập cầm tốt sau nhỏ chạy vào v c mấy phút sau mới một lần nữa đi ra. Hứa Khánh Phạm thật sự là không nghĩ tới, chính mình sớm chiều ở chung hơn 20 năm thanh mai cư nhiên có phút hắc thuộc tính xúc cảm ấm áp còn dừng lại ở trên tay tay phải đột nhiên không khống chế được nâng lên sắp đến chóp mũi thì bị tay kia của hứa khánh phàm vững vàng khống chế được người ngoài hành tinh đang kiểm soát suy nghĩ của tôi hứa khánh phàm đánh chết cũng không thừa nhận mình có xúc động muốn ngửi xem hứa khánh phàm hắn mới không phải là tên si hán biến thái tuy nhiên một màn này vừa vặn bị hạ tiểu tiểu từ phòng vệ sinh đi ra thấy được không phải Vẻ mặt vui vẻ của anh là có ý gì chứ? Tôi không có. Năm 97, ta chơi không lại nàng, chết tiệt. Hứa Khánh Phàm nhìn Hạ Tiểu Tiểu còn nhỏ hơn mình nửa tuổi, khuất nhục nắm chặt nắm đấm. Người trước tiên thiết lập thỏ có ít con, gà có y con, vậy tất cả thỏ có phải hay không có? Hứa Khánh Phàm kiên nhẫn giảng giải. Không hiểu. Tâm tình Hạ Tiểu Tiểu rõ ràng tốt hơn, khóe miệng như có như không gợi lên không hiểu chỗ nào. Tại sao là X và Y, Hà Tiểu Tiểu chỉ vào hai chữ cái tiếng Anh hỏi. Hả? Tôi thích si, không được sao? À, cô bé kiêu ngạo thu hồi giấy nháp và bút chì của mình. Ngươi đã hiểu. Lần này đến phiên hứa Khánh Phạm mất bình tĩnh, tìm Thư Uyển nói một lần. Hà Tiểu Tiểu nhìn hứa Khánh Phạm một cái, không nói gì, tiếp tục thu dọn văn phòng phẩm của cô. Tôi cảm thấy cậu không hiểu tôi ra một đề cậu làm một chút. Ta hiểu rồi. Không, ngươi không hiểu. Hạ tiểu tiểu tự hồ có chút không cam lòng, nàng đem bút cùng giấy nháp đưa cho hứa khánh phàm, ngẩng đầu, ý bảo đối phương ra đề. Hứa khánh phàm cũng không tin cái kia tà, một nguyên một lần phương trình nhảy đến một nguyên hai lần phương trình hắn nhớ rõ chính mình sơ trung học vài ngày mới hiểu được, hạ tiểu tiểu lúc này mới năm tuổi, vừa nói liền biết. Hắn không tin. Hứa khánh phàm ra đề như thế gà và thỏ tổng cộng 49 con, tổng cộng có 105 chân, nhưng có một con gà vì chơi bóng mà bị gãy một chân, hiện đã cắt cục chân, hỏi gà và thỏ mỗi con có bao nhiêu con. Hạ tiểu tiểu xem qua đề mục, chăm chọc nói. Làm gì có gà biết chơi bóng? Ngươi đừng quản, làm. Ta còn không tin. Hạ tiểu tiểu nhìn ví dụ vừa mới nói, suy nghĩ một lát rồi cầm bút viết xy 49 4 xy 2 y 1105 105 hứa khánh phàm lần này hoàn toàn phục, cô lại biết phải giảm một. Tính ra rồi, bốn con thỏ, 45 con gà. Hứa khánh phàm nhìn hạ tiểu tiểu như nhìn quái vật, ngay cả tính toán cũng học được. Nhìn cái gì nhìn, đừng tưởng rằng mình sẽ có cái gì không dạy nổi, ta cũng sẽ. Ngươi thật tuyệt. Hiểu được đề toán quấy nhiễu cô hơn một tuần này, hạ tiểu tiểu rõ ràng rất vui vẻ chuyện đoạt điều khiển từ xa của ta liền tha thứ cho ngươi, xem sau này ngươi còn dám khi dễ ta hay không. Bốn, ba cái tác, xưng bá nhà trẻ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mời anh ăn. Đứa trẻ nước mũi ngồi phía trước tựa vào bàn học của hứa Khánh Phạm, như khoe khoang đưa cho cô hắn vừa đào ra cho hứa Khánh Phạm xem. Hứa Khánh Phạm vội vàng ngửa người ra sau, xấu hổ khoát tay. Không cần khách khí, cậu tự ăn đi. À, đối phương tự hồ cũng không để ý hắn không hiểu phong tình, trực tiếp đưa ngón tay vào trong miệng mình, mút vào. Anh đang ăn cái gì vậy? Bạn cùng bàn với đứa bé nước mũi thấy anh ăn ngon lành, tò mò hỏi. Ngươi chờ một chút, ta còn có, cho. Của ngươi không ngon bằng của ta. Không có khả năng, ngươi để cho ta nếm thử của ngươi. Hứa Khánh Phàm Lúc này mới đúng, tiểu thí hài năm tuổi nên như vậy, hạ tiểu tiểu chính là quái thai. Hứa Khánh Phạm len lén liếc Hà Tiểu Tiểu đang hết sức chuyên chú làm bài thi, trong lòng thầm nghĩ. Nhìn cái gì mà nhìn, bài thi cũng không viết, cẩn thận thi không đậu. Hà Tiểu Tiểu giận Hứa Khánh Phạm một cái, lại vùi đầu viết bài thi của cô. Sắp lên tiểu học năm nhất. Tháng 6 hàng năm trường tiểu học thực nghiệm trong huyện đều tổ chức cho trẻ em vừa độ tuổi tham gia cuộc thi nhập học, các bạn nhỏ thành tích tốt chẳng những có thể miễn học phí, thậm chí còn có trợ cấp học bổng. Trường tiểu học Thực Nghiệm cũng không phải là trường tư thục, mỗi năm chỉ riêng học phí đã phải hơn mấy ngàn đồng, ở niên đại tiền lương bình quân đầu người không đủ 800, không thể nói là không phải giá trên trời. Kiếp trước, Hứa Khánh Phàm cùng Hạ Tiểu Tiểu đều tham gia lần này nhập học cuộc thi, Hạ Tiểu Tiểu thi đậu, hắn không có. Nhưng cuối cùng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Hạ Tiểu Tiểu và cậu cùng đi học trường tiểu học nơi dì Lâm làm việc. Lúc học trung học cơ sở, chính sách nhập học gần đây đã được thực thi nhưng mấy người đứng đầu khu vực vẫn là đối tượng tranh giành của các trường đại học danh tiếng lâu đời hà tiểu tiểu lại lấy nguyên nhân không muốn rời nhà quá xa học cùng một trường trung học cơ sở với cậu lúc học trung học phổ thông hà tiểu tiểu vốn có thể đi tỉnh trọng điểm lại một lần nữa lấy lý do gần nhà làm lý do ghi danh thi vào trường trung học trọng điểm trong huyện cũng may hứa khánh phạm rốt cục không chịu thua kém một hồi lúc thi vào trung học phổ thông phát huy vượt xa người thường lên trọng điểm huyện Hai người cứ như vậy duyên phận, từ nhà trẻ đến trung học phổ thông, vẫn phân ở cùng một lớp. Mặc dù kiếp trước Hà Tiểu Tiểu để cho mình ba năm lại ba năm chờ đợi, nhưng nạn nhân thủy chung là hứa khánh phàm nhìn hải đăng. Có lẽ không có Hà Tiểu Tiểu, hứa khánh phàm tốt nghiệp trung học cơ sở liền kết thúc, lại càng không cần phải nói sau này thi đậu đại học 985 tốt nhất tỉnh. Cũng may hết thảy đều làm lại từ đầu, mặc dù chỉ là vì báo đáp gì Lâm chiếu cố nhiều năm qua, anh cũng sẽ không để hà tiểu tiểu ra nước ngoài du học nữa đề này làm như thế nào hà tiểu tiểu đặt bài thi lên bàn hứa khánh phàm chỉ vào một đề toán trong đó hỏi hứa khánh phàm buồn cười xoa xoa đầu cô bé cảm giác làm thầy còn rất tốt hà tiểu tiểu ghét bỏ đẩy tay hứa khánh phàm ra đôi mắt nhỏ trừng hắn đề này chính là cho ngươi tìm quy luật a chỉ thi cộng trừ pháp mà nói ngươi liền từng cái từng cái thử xem sao Ví dụ như ở đây 3-2-5, 3-1-6, 6-2-8, quy luật chính là cộng 1 cộng 2. Em biết rồi. Hạ tiểu tiểu rộng mở trong sáng, lại lấy bài thi về tiếp tục làm bài. Một cái nhà trẻ lên tiểu học cuộc thi, vừa là gà thỏ cùng chuồng lại là tìm quy luật, cũng khó trách hắn kiếp trước thi không đậu. Chỉ tiêu nhập học của một trường học, vẫn là chuyện lãnh đạo nhà trường quan tâm nhất nhà trẻ sẽ tuyên truyền năm nay lớp lớn bọn họ có bao nhiêu người thi đậu tiểu học thực nghiệm, tiểu học cũng sẽ tuyên truyền bọn họ lên cấp có bao nhiêu người thi vào top 10 trong khu. Bởi vậy lúc này mới có chuyện là gà thỏ cùng lòng ở nhà trẻ. Bất quá người ta cũng không phải dạy ngươi như thế nào dùng phương trình nhị nguyên một lần giải đề, phương pháp lão sư dạy có chút tương tự đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Để cho toàn bộ tiểu động vật dơ lên hai chân, còn lại chân lại chia cho hai chính là số lượng thỏ, mặc dù vẫn là siêu cương dụng đến phương pháp chia, nhưng xác thực so với hứa khánh phàm trực tiếp dùng phương trình nhị nguyên một lần đơn giản hơn. Rèn rèn rèn. Hứa khánh phàm, em đi múc nước, anh có muốn hay không, em giúp anh. Sau khi tan học, Hà Tiểu Tiểu cầm ly nước màu hồng nhạt của mình hỏi. Hả? Hứa Khánh Phạm tò mò trừng mắt nhìn đối phương. Đây là thù lao ngươi dạy ta làm bài. Hạ tiểu tiểu mở to hai mắt nói cái này gọi là ân uy tịnh thi, xem hứa khánh phạm ngươi làm sao trốn thoát được ngũ chỉ sơn của ta. Cùng đi đi. Hứa khánh phạm ngồi cũng không sao, từ trong ngăn kéo lấy ra bình hồng trà khang xuất phó băng tổ truyền. Thường ôn là nước tiểu ngựa, ướp lạnh là hầm quốc gia, đáng tiếc lúc này còn không có phiên bản pro bán, nếu không hứa khánh phạm nhất định trộm tiền con mẹ nó mua nổ. Chỗ múc nước ở nhà trẻ được đặt sát vách VWC, căn cứ vào nguyên tắc tới đều tới. Hứa Khánh Phạm đưa chai nhựa cho Hạ Tiểu Tiểu nói. Tôi đi về đúc xe giúp tôi gọi một chút, lạnh lắm. Nhớ rửa tay. Hạ Tiểu Tiểu ghét bỏ nhận lấy bình nước của Hứa Khánh Phạm. Anh có tin tôi có thể tè ra hồ nước từ cửa hay không? Có cái gì không dậy nổi, ta cũng được. Vậy ngươi cũng không có ta đi tiểu được xa. Ta đi tiểu khẳng định xa hơn ngươi. Vừa vào cửa liền đụng phải một đôi dở hơi, hứa khánh phàm sợ bị tai bay và gió, đi tới gian phòng bên trong hư hư. Rửa tay xong đi ra, đôi dở hơi kia cư nhiên còn đứng tại chỗ. Sao anh không đi tiểu? Sao anh không đi tiểu? Tôi không đi tiểu được. Hứa khánh phàm. Rửa tay xong từ vê đúc xe đi ra, hà tiểu tiểu đã đứng ở bên cạnh máy uống nước chờ. Rửa tay chưa? Tắm rồi, không tin em xem hứa khánh phàm đưa tay ướt sủng cho hà tiểu tiểu xem thừa dịp cô không chú ý ném qua hứa khánh phàm hứa khánh phàm nhanh chân bỏ chạy ngươi đứng lại cho ta bằng không ta liền nói cho diêu a di người tối hôm qua trộm chín bảy năm chơi không lại ôi hứa khánh phàm bi thảm trở lại trước mặt hà tiểu 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 nữ sinh cũng không có thủ đoạn trừng phạt người đưa tay ở bên hông hán thịt mềm dùng sức vặn một cái tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc giao com tê hứa khánh phạm giả bộ vô cùng đau lòng kỳ thật cũng không có cảm giác gì hừ xem ngươi sau này còn dám khi dễ ta hay không nể tình hứa khánh phạm thập phần phối hợp Hà tiểu tiểu tỏ vẻ lần này trước hết tha thứ cho ngươi bởi vì cái gọi là không phải oan gia không tụ đầu khi hai người đi nhanh đến lớp a hứa khánh phạm thoáng nhìn mấy tiểu thí hài lớp bên cạnh đang vén váy một tiểu nữ sinh vẫn đầu cười đến lớn tiếng nhất người kia hắn còn nhận ra, cũng không phải là tiểu mập mạp ngày hôm qua sao. Hắn trực tiếp đem bình nước nhét vào trong tay hạ tiểu tiểu, cái gì cũng không nói liền vọt vào. Một chiêu lưu âm thối bị hắn không chút do dự đá ra ngoài. Mơ hồ, hứa khánh phàm nghe được tiếng trứng vỡ. Tiểu mập đôn gặp biến cố, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, biểu tình dữ tợn, giống như dòi bọ quỳ rạp trên mặt đất nhúc nhích. Hứa khánh phàm làm theo, lại đá một cước vào hai người còn lại trên mặt đất rất nhanh liền nhiều ra ba cái tươi mới nóng bỏng dòi bọ hứa khánh phạm càng nghĩ càng tức giận nắm lấy cổ áo của tiểu mập mạp chính là một cái đại bước bao đi qua còn lại hai người đãi ngộ giống nhau thích vén với con gái như vậy sao không về nhà vén mẹ mày đi hứa khánh phạm lại đá vào bụng cô bé mập mạp nhà trẻ tiểu thí hại nơi nào gặp qua loại tràn diện này ngoại trừ trên mặt đất ôm đũng quần khóc trống ba con giòi trong lớp rất nhiều tiểu bằng hữu cũng bị dọa khóc. Lúc này hứa Khánh Phạm mới có thời gian đi xem nữ sinh vừa mới bị khi dễ. Khóe mắt tiểu cô nương hồng hồng, nước mắt tự hồ tùy thời đều muốn tràn mi mà ra, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Nằm rảnh Hứa Khánh Phạm thấy rõ dung mạo đối phương chính là một câu quốc túy, tóc ngắn mềm mại buộc một cái gốc nhỏ, đây không phải là chim nhỏ du lục hoa sao. Sao lại đi học mẫu giáo? Năm không làm to ca thật nhiều năm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cậu học lớp nào, sao lại chạy đến lớp tôi đánh người, chung vào học đã vang lên một thời gian, giáo viên lớp khác đúng lúc này đi vào. Lão sư, học sinh lớp các ngươi vén váy mùi mùi ta, ta ngăn cản bọn họ còn đồng thủ đánh người. Vậy làm sao ngươi một chút chuyện không có, lớp chúng ta học sinh nằm trên mặt đất rồi. Nữ lão sư vẫn là có chút không tin. Bọn họ đồng thủ đánh người, ba cái đánh không lại ta một cái, không được sao? Con người đều là động vật thị giác, so với người chê chó ghét tiểu mập đôn cùng với hứa khánh phạm không rõ lai lịch, nữ lão sư hiển nhiên càng nguyện ý tin tưởng khả khả yêu cháu lâm vãn. Cháu tối. Tên thật dễ nghe. Hứa khánh phạm chăm chú nhìn tiểu lục hoa ủy khuất, cô bé nhìn thấy thầy giáo tới, ông đùi đối phương liền qua qua khóc lên. Hứa khánh phạm, sao cậu lại chạy sang lớp bên cạnh đánh nhau? Cô giáo mưa nhỏ không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa lớp B, trong tay còn dắt một con hạ tiểu tiểu. Tiểu vũ lão sư, mấy người này vén váy nữ sinh, còn đồng thủ đánh người. Thầy tiểu vũ rõ ràng cũng là nhan cẩu, nhìn thấy ba quả dưa leo nước táo nằm trên mặt đất, tầm nhất thời nhiên về phía hứa khánh phàm. Tiểu mập đôn nào chịu qua loại ủy khuất này, cũng không để ý trứng vỡ đau đớn, đứng lên liền chỉ vào hứa khánh phàm mắng. Ngươi đánh rắm, rõ ràng chính là ngươi xông vào đánh người, ta muốn nói cho cha ta biết, để cho cha ta đánh chết ngươi ô ô ô, tốt lắm, các ngươi vén nữ sinh vấy vốn là có sai, việc này cứ như vậy quên đi, đều trở về chỗ ngồi của mình đi. Ô ô ô ô, các ngươi đều khi dễ ta, ta muốn nói cho cha ta biết. Tiểu mập đôn vừa nghe liền như vậy quên đi, đối với nữ lão sư chính là quyền đấm cước đá nhổ nước miếng. Hứa Khánh Phạm cũng không quen hắn, trở tay tác một cái vừa mới đánh má phải còn có chút sưng đỏ, lần này hoàn toàn đối xứng. A a a a ta muốn tát ngươi. Tiểu mập đông giống như nổi điên sông về phía hứa khánh phàm, lại bị hắn một cước đá văng. Được rồi được rồi, bạn nhỏ không thể đánh nhau nha. Cô giáo mưa nhỏ rõ ràng kéo lệch giá, bảo vệ hứa khánh phàm ở phía sau. Hu 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 các ngươi đều khi dễ ta, ta muốn nói cho cha ta biết. Thấy vũ lực không cách nào giải quyết vấn đề, tiểu mập đôn dùng ra chính mình chung cực tất sát kỹ lăn lộn lăn lộn còn lại hai gã đồng bọn vẫn là có chút sợ lão sư chỉ là phạt đứng tại chỗ không dám giống tiểu mập đôn phát điên hà tiểu tiểu kinh ngạc đánh giá hứa khánh phàm giống như là ngày đầu tiên quen biết đối phương hận không thể cởi quần áo của hắn ra cẩn thận xem xét xem là nơi nào xảy ra vấn đề trước kia hàng xóm nhát gan nhu nhược từ khi nào trở nên dũng cảm như vậy thời kỳ phản nghịch còn có thể thay đổi tính cách một người. Trở về phải hỏi mẹ một chút. Lão sư, hắn muốn tìm phụ huynh vậy thì tìm, ta ngược lại muốn nhìn xem cái gì phụ huynh không biết xấu hổ như vậy, dạy con trai mình vén váy nữ sinh. Làm tiểu hài tử chính là sản khoái, muốn nói cái gì thì nói, khó chịu trực tiếp động thủ. Nữ lão sư cũng không muốn kêu phụ huynh tìm tội chịu, hơn nữa đều là tiểu thí hài nhà trẻ. Ba người các ngươi, cho cháu tối xin lỗi về sau cũng không thể vén váy nữ hài tử biết không nôn đáp lại nàng chính là nước miếng của tiểu mập mạp còn vừa vặn nhổ ở trên mặt của nàng nữ nhân phát hỏa là thập phần đáng sợ vị lão sư này rõ ràng đã bạo tẩu tuổi còn nhỏ đã không học tốt hôm nay không hảo hảo giáo dục các ngươi một trận ta liền không họ vương hai gã đồng bọn vốn còn muốn xin lỗi dàn xếp ổn thỏa cứng rắn nghẹn lời trở về cũng không lâu lắm, vị phụ huynh thứ nhất đến. Chào thầy Vương, tôi là phụ huynh Lý Năng, con trai tôi đã phạm phải chuyện gì? Con trai cô vén váy nữ, không phải lần đầu tiên. Hứa Khánh Phạm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ở một bên âm dương quái khí. Tay của phụ huynh đã dơ lên, nhưng ánh mắt nhìn về phía thầy Vương, dường như đang xác nhận, lại giống như đang bổ sung năng lượng. Vương lão sư gật gật đầu, tán thành hứa Khánh Phạm thuyết pháp về phần có phải hay không lần đầu tiên nàng mới mặc kệ loại này tiểu thí hài chính là muốn đánh ba rất dứt khoát một cái túi lớn vang dội vang lên trong phòng làm việc mặt lý năng mắt thường có thể thấy được sưng đỏ lên hứa khánh phàm chỉ nhìn cũng cảm giác đau cầu nguyện mẹ nó biết lúc hắn trọng tiền mua sổ số đừng dùng sức như vậy thầy vương thật ngại quá làm phiền thầy rồi không phiền không phiền vẫn phải tăng cường giáo dục con cái tôi thấy thấy phụ huynh đối phương dễ nói chuyện như vậy, người khiên kiệu hoa, thầy Vương cũng không ngại nói lời hay. Còn phải cảm ơn Vương lão sư, nếu tiểu tử thối này thật có thể thi đậu thực nghiệm tiểu học ta nhất định giáp mặt đáp tạ, phụ huynh vuốt cái ót của mình thập phần đại khí nói. Bạn học nhỏ, ta thay tiểu tử thối nhà ta xin lỗi con. Lý Ba vẻ mặt tươi cười nói với Lâm Vãn cháu. Tiểu Lục Hoa tự hồ là bị dọa, chỉ gật gật đầu, cũng không nói lời nào cút tới đây xin lỗi người ta. Đối xử với con trai mình, ông lập tức thay đổi khuôn mặt. Ô ô ô, đúng. Không xứng. Một học sinh khác thấy đồng bọn bị đánh lợi hại như vậy, rõ ràng học được thông minh, chờ phụ huynh mình vừa đến đã bắt đầu tự tác mình. Hu 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 mẹ, con sai rồi, bóp. Con không dám vén váy con gái nữa, bóp. Cái này còn có thể nói cái gì, gần sang năm mới, đều là hài tử. Mẹ hắn trừng mắt nhìn con trai mình vài lần, xin lỗi thầy Vương và cháu Lâm Vãn rồi cũng rời đi theo. Chỉ còn lại có tiểu mập Đôn phụ huynh vẫn không tới, lại qua hơn 10 phút, một vị trên mặt viết không dễ chọc ba chữ bà lão đi vào văn phòng. Trùng hợp, phụ huynh của Lâm Vãn cháu cũng vào lúc này. Ô ô ô ô, bà nội những người này khi dễ ta, để cho cha ta tới đem bọn họ thông quan đi vào tù. Tiểu mập Đôn thấy chỗ dựa vững chắc tới, lập tức nhào vào trong lòng bà nội mình ai u tiểu tâm can, mau nói cho bà nội là ai đánh ngươi ai đâm ngàn đao đem tiểu bảo nhà ta mặc đánh thành như vậy hứa khánh phạm nghe thấy tiểu bảo liền không khỏi vui mừng trong đầu không khống chế được vang lên tiểu bảo em đừng khóc em quên anh đi chúng ta đây là tình yêu bảy hình bà nội chính là hắn tiểu mập đôn chỉ vào hứa khánh phạm mắng chửi không dễ chọc thấy hứa khánh phạm còn cười trộm nhất thời tức giận không chỗ phát tiết dưới tình huống ai cũng không có phản ứng, xông tới liền cho hứa khánh phàm một cái tác. Tiểu cảnh sát, gọi cha mẹ cậu tới đây, tôi muốn xem bọn họ dạy con như thế nào, nhỏ như vậy đã dám động thủ đánh người. Hứa khánh phàm lập tức bị đánh đến choáng váng, má phải trong nháy mắt sưng đỏ lên, sửng sốt vài giây sau hắn giận tím mặt. Tiến lên trực tiếp đánh ngã tiểu mập đôn, một tay bóp cổ đối phương, trái phải khai cung, bá bá tác hơn 10 cái lão thái bà thấy đối phương còn dám đánh tiểu bảo của mình trước mặt bà tức giận thiếu chút nữa cũng không thuận muốn đi qua kéo hứa khánh phàm lên tiếp tục đánh lại bị hai vị lão sư một người ngăn lại đều là trẻ con không nên xúc động không nên xúc động không ai kéo hứa khánh phàm đánh đối phương hơn một phút hắn mới đứng lên cháu trai bà vén váy nữ sinh bà còn có lý bà lão tôi nói cho bà biết bà dám động vào tôi một chút tôi sẽ đánh cháu trai bà mười cái con tiểu bảo sau này nó tốt nhất đừng học cùng trường tiểu học với tôi nếu không tôi thấy nó một lần đánh nó một lần còn muốn nói với toàn trường nó là một tên biến thái thích vén vấy con gái hứa khánh phàm nhiệt huyết dâng lên hốc mắt đỏ lên hết sức khí phách nói xong lời này nhưng mà trong phòng không khí lại vô cùng quỷ dị không biết là ai trước không nhịn được nở nụ cười ra tiếng ngay sau đó các lão sư khác cũng nở nụ cười tìm thư uyển vê đúc vê đúc giao su sinh com khụ khụ ha ha ha. Ha 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 ha. Bất quá tiếng cười không kéo dài bao lâu, không dễ chọc tựa hồ là bị hứa khánh phạm tức giận, không lưng che ngực, một bộ hô hấp khó khăn. Mấy vị lão sư nào còn dám cười trộm, vội vàng đưa lão thái bà đến phòng chăm sóc sức khỏe, sự tình cứng như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Đoán chừng là sợ hứa khánh phạm lại nói ra cái gì kinh người chi ngữ, phía sau thương lượng hắn cũng không có tham gia, không dễ chọc cuối cùng không tình không nguyện rời đi dương quan nhà trẻ. Trước khi đi, cha Lâm vãn cháu gọi hứa khánh phàm ra trước mặt cảm ơn. Tiểu huynh đệ, ta thay khuê nữ nhà ta cảm ơn ngươi. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Lâm vãn cháu giấu ở sau lưng cha mình, lộ ra nửa cái đầu, yếu ớt nói. Không cần khách khí, mẹ tôi nói con trai phải bảo vệ con gái. Vừa rồi diễn có chút quá mức, hứa khánh phàm hiện tại tận lực tìm bù lại làm cho mình giống như một đứa trẻ mẫu giáo tiểu lục hoa ngơ ngác nhìn hắn một loại cảm giác không cách nào miêu tả xuất hiện ở trái tim tiểu cô nương chú vẫn phải cám ơn cháu số tiền này cháu cầm đi mua đồ ăn vặt ăn ba lâm lấy từ trong túi da cá sấu ra hai tờ vé đỏ đưa cho cậu hứa khánh phàm động tâm a à, có hai trăm đồng này cũng không cần trộm tiền trong nhà mua sổ số cũng không cần lo lắng bị đánh nhưng trâu bò cũng đã thổi ra ngoài, hứa Khánh Phạm hắn chính là bị đánh chết, chết bên ngoài, từ nơi này nhảy xuống cũng không cần hai trăm đồng này. Chú, cháu không thu phí bảo hộ. Hứa Khánh Phạm khoát tay áo, tiêu sái xoay người, rời đi. Ha 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 ha. Bạn học nhỏ, rảnh rỗi tới nhà làm khách. Ba Lâm gọi theo bóng hứa Khánh Phạm. Được. Hắn phất phất tay. Bảy từ mẫu kiếm trong tay. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Rất nhanh ngao, ta đi lên chính là một cước, cái kia mập mạp tự như con cá chết giống nhau quỳ rạp trên mặt đất. Lúc cơm tối, hứa khánh phàm có hình có dạng biểu diễn hành động vĩ đại buổi sáng ba đánh hùng hài tử cho hai nhà, người lớn hai nhà bị chọc cười ha ha không ngừng. Được rồi được rồi, xem con có thể làm gì, mặt còn không phải bị người ta đánh sưng lên sao. Mẹ hứa chịu không nổi con trai mình đùa giỡn, tức giận nói. Phạm Phạm nói tiếp, dì thích nghe. Dì Lâm trừng mắt nhìn hứa, cười nói với hứa Khánh Phạm. Ra ngoài vẫn phải nể mặt mẹ mình, hứa Khánh Phạm le lưỡi, một lần nữa ngồi trở lại vị trí. Trong tivi đang phát sóng tin tức quốc túc đá vào World Cup, bình luận viên lớn mật bình luận. Đá bình tan ba, tiểu thắng một nhĩ kỳ, đá nổ gô. Ly A à vị trí thứ nhất trong bản sắp tới. Nhân viên công tác ở trên bản điện tử phía sau liệt kê ra một loạt số liệu, phân tích từng cái tính khả thi của tiểu tổ quốc túc vào vòng trong, thuật ngữ chuyên nghiệp một bộ lại một bộ, cho dù hứa khánh phạm đã sớm biết được kết quả trong lòng cũng không khỏi chột dạ. Chẳng lẽ chính mình xuyên qua chính là thế giới song song? Ngày 4 tháng 6, chúng ta cùng nhau cổ vũ cho quốc túc. Hứa Khánh Phạm thật sự nghe không nổi, lèn lén cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh. Xú tiểu tử, đổi lại, mỗi ngày liền biết xem phim hoạt hình. Hứa ba đưa tay cho nhi tử một cái hạt giả, đoạt lấy điều khiển từ xa quay về đài thể dục. Không biết lòng người tốt, hứa khánh phạm u oán nhìn cha một cái, thật đến ngày 4 tháng 6, tivi cả nước bị đập nát không có một vạn cũng có 8 ngàn. A, à, ô ô ô, a, a, a. Go go gâu. Liên hoa đại viện vốn yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng dết heo, Chó dưới lầu nghe được động tĩnh cũng sủa theo. Người nào không có mắt dám tới đây gây sự. Ba Hứa, ba Hạ hai người tiện tay chép một món đồ rồi chạy ra ngoài. Hứa Khánh Phàm cũng muốn chạy ra ngoài xem náo nhiệt, bị mẹ Hứa tay mắt lanh lẹ kéo trở về, trên đầu không chút bất ngờ lại bị một hạt dẻ. Cái gì náo nhiệt đều đi xem, sống khối xá xíu đều tốt hơn sinh con. Mẹ Hứa tức giận trừng mắt nhìn hắn. Được rồi được rồi đều là trẻ con. Dì Lâm ông hứa Khánh Phạm ủy khuất lên đùi mình, cười nói. Vẫn là tiểu ngoan nhà chúng ta, làm con gái cho gì được không? Mẹ hứa cũng học theo ông Hà Tiểu Tiểu lên đùi. Không cần. Hà Tiểu Tiểu nhu thuận ngồi ở trên đùi mẹ hứa, nhưng cự tuyệt. Tại sao vậy? Người lớn hai nhà đều rất tò mò. Ta đây không phải là hứa Khánh Phạm muội muội, ta mới không muốn làm cái kia đáng ghét tin muội muội. Ha 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 ha, phàm phàm chúng ta mới không phải kẻ đáng ghét dì lâm giận con gái mình một cái cười hì hì nói vậy dì tặng tiểu phàm cho người khác con làm con gái cho gì được không hạ tiểu tiểu không nghe ra mẹ hứa đang nói đùa vừa nghe muốn đem hứa khánh phàm tặng người nhất thời nóng nảy hai vị đại nhân lại cười ha ha tính ra dì lâm cũng chỉ hơn hứa khánh phàm ba bốn tuổi bị dì lâm ông ở trên đùi ngửi từng trận mùi thơm tỏa ra trên người đối phương, cậu cảm giác trái tim ngứa ngáy. Cũng may thân thể còn vị thành niên, nếu không danh hiệu của một tiểu sắc lang vô luận như thế nào cũng không rửa sạch được. Dì ơi, con làm con gái gì, dì đừng tặng hứa khánh phàm có được không? Hạ tiểu tiểu sợ dì diêu tặng tiểu bại hoại, vội vàng bổ sung. Được được được, không tiễn, dì nghe tiểu tiểu. Dì Lâm còn muốn trêu ghẹo vài câu, nhưng nhìn thấy chồng mình vẻ mặt quái dị quay lại hỏi ngược lại. Sao vậy? Ha 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 lầu sáu lão Lý Gia không phải tháng trước mới mua tivi màu sao, con trai hắn vụng trộm xem tivi sợ bị phát hiện, tưới một gáo nước lạnh cho tivi hạ nhiệt độ, hai vợ chồng đang đánh con trai đây. Ha 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 cười chết ta rồi. Ha ha ha, tivi hỏng rồi sao? Có thể không hỏng nha, lão Lý vừa cắm điện đầu, tivi rầm một tiếng liền nổ đúng là nên đánh thật tốt. Con muốn đi xem. Hứa Khánh Phạm lấy cớ bước xuống khỏi đùi dì Lâm, chạy chậm ra cửa. Sau khi đi đến nơi không có ai, anh giơ tay cho mình một cái tác. Ta thật đáng chết. Đó là dì Lâm nhìn ngươi lớn lên a. À? Hắn chạy chậm đi tới lầu sáu, chen ra trong ba tầng ngoài ba tầng đám người, rốt cục đi tới phía trước. Nhìn chổi lông gà gãy thành hai đoạn trên mặt đất, Hứa Khánh Phạm hít sâu một hơi kiếm trong tay từ mẫu A, đây là. Mẹ tôi nếu biết tôi trộm tiền mua sổ số sẽ không đánh tôi như vậy chứ. Nhìn xem người ta khánh phàm, nhỏ như vậy đã biết cho trong nhà đưa đồ ăn bên ngoài, như thế nào liền sinh ngươi cái này chổi tinh. Lý Thúc thấy hứa khánh Phạm chen vào xem náo nhiệt, lại thắt lưng với con trai mình. Con đối phương hình như đang học lớp 3 tiểu học, lớn như vậy cũng không biết dùng khăn ướt hại nhiệt độ tivi, quả thật nên gọi lập tức trở thành hài tử nhà người ta, hắn không biết xấu hổ nhìn nhiều, lại chạy về lầu ba. Mẹ, nếu con làm sai, mẹ cũng sẽ đánh con như vậy sao? Vậy phải xem ngươi phạm vào chuyện gì? Nếu tôi lấy trộm tiền nhà để mua vé số. Không đợi hứa Khánh Phạm nói xong, ba hứa là người đầu tiên mở miệng. Vậy ba là người đầu tiên đánh chết con. Vậy nếu trúng sổ số, số 100 vạn thì sao? Hứa Khánh Phạm yếu ớt hỏi làm cái gì mộng tưởng hảo huyền, sổ số là tốt như vậy trúng A, à, ít nghĩ những này đường công đường công, vào phòng học tập đi. Giải vô địch World Cup năm nay quả thật rất ho, lúc tôi ở nơi khác thấy rất nhiều người mua. Hà Vũ mới từ tỉnh trở về, nhớ tới cảnh tượng trước cửa hàng người đông nghìn nghịch đột nhiên nói. Tìm thư uyển www.giao su com cup thế giới còn có thể mua vé số A, mẹ hứa bình thường cũng không quan tâm những thứ này, nghi hoặc hỏi tóc dài kiến thức ngắn, tổng số tiền thưởng World Cup 98 đã hơn trăm triệu rồi. Ánh mắt mẹ hứa cảnh cáo, hứa ái quốc trong nháy mắt nhục chí. Trên TV không phải nói quốc túc thắng chắc sao, mùa quốc túc đó không phải là tặng tiền sao vì Lâm nhớ tới phân tích vừa rồi trên TV. Còn ít nghe trên TV nói bậy, Tan Ba và Mộc Nhĩ Kỳ đều là đội bóng đứng đầu, quốc túc có thể thắng một trận đã là không tệ rồi. Ba Hạ rõ ràng là một fan hâm mộ lâu năm, ăn ngay nói thật. Nào có ai nguyền rủa đất nước mình như vậy, một chút cũng không yêu nước, Vì Lâm đưa tay véo eo chồng mình một cái. Ngươi lời này nói, ta ủng hộ quốc túc, nhưng không trở ngại ta mua nó đối thủ thắng A, cái kia từ nói như thế nào tới. Mạo hiểm đối kháng. Hứa Khánh Phàm ở một bên nói tiếp. Ha ha ha, đúng, vẫn là tiểu phàm hiểu nhiều, ta đây gọi là mạo hiểm đối xung, thắng thua đều cao hứng. Hứa Khánh Phàm lặng lẽ khen ngợi ba hạ không ngờ lĩnh ngộ được cảnh giới cao nhất của cá cược chó trước hai mươi năm thắng cao hứng thua có tiền đồng dạng cao hứng xem ngươi có thể nếu để cho ta biết ngươi vụng trộm lấy tiền đi mua sổ số về sau liền ở phòng khách ngủ đi dì lâm trực tiếp sa mỏng quả ngươi nói đến ba hoa chích chòe lấy tiền đi đánh bạc lòng cũng không có sao có thể chứ ta cũng chỉ ăn nói một chút làm đến nơi đến chốn mới là chính đồ Hứa Khánh Phạm hết sức tán thành giá trị quan của người hạ gia. Độc. Cửa nát nhà tan. Đánh cuộc. Thê ly tử tán. Hoàng. Cái gì cũng muốn dẫn dắt chỉ hại ngươi. Bất quá trăm phần trăm biết kết quả đánh bạc, vậy thì không thể tính là đánh bạc, mùa hè này hắn hứa Khánh Phạm nhất định làm đánh bạc quái. Tám. Rừng muộn cháo lễ vật. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio ha ha sao nhà trẻ cũng phải đi sớm vậy. Hứa Khánh Phạm ghé vào bàn quể oải chăm chọc. Tối hôm qua nhớ lại đề thi đại học 14 năm, mãi cho đến hơn một giờ tối mới ngủ, anh cảm giác mình hiện tại buồn ngủ giống như là người chồng đang ngủ say trong phim quốc đảo. Nghe tiếng ồn ào xung quanh, Hứa Khánh Phạm bất tri bất giác ghé vào bàn ngủ say. Có người tìm ngươi, tỉnh lại một chút. Ngủ một giấc thật lâu, ở trong mộng, Hứa Khánh Phàm về tới đêm Hạ Tiểu Tiểu nói lời tạm biệt với hắn. Trong nháy mắt kế tiếp người lại ngồi ở sân thượng sân trường trung học phổ thông, trời chiều kéo dài bóng lưng của anh, trong radio vang lên tiếng anh thích nhất chờ bạn tan học. Đột nhiên, Hứa Khánh Phàm cảm giác có người từ sau lưng đẩy mình một cái, cảm giác đạp không không trọng lượng lập tức kéo hắn từ mộng cảnh trở lại hiện thực. A, à, thân thể Hứa Khánh Phàm rung lên, cá chép từ trên bàn học đứng lên. Hạ tiểu tiểu hiển nhiên cũng bị hắn cả kinh chợt cho dọa, thân thể không khống chế theo run rẩy. Anh làm gì vậy, có người tìm anh. Cô tức giận trừng mắt nhìn hứa khánh phàm, chỉ về phía cửa nói. Hứa khánh phàm dụi dụi mắt, nghiêng đầu nhìn lại, cháu lâm vãn đang cẩn thận giấu ở sau cửa, thò nửa cái đầu ra nhìn trộm hắn. k y. Kiếp trước hắn chính là một gã thuần ái chiến thần, bởi vậy đối với tướng mạo rất giống tiểu lục hoa lâm vãn cháu có chút hảo cảm. Hứa Khánh Phạm sau khi đi ra nắm bàn tay nhỏ bé của Lâm Vãn cháu đi tới đầu cầu thang, quan tâm hỏi. Bọn họ còn khi dễ em không? Cô bé lắc đầu, đưa cuộn giấy trong tay cho Hứa Khánh Phạm, mặt trên còn hết sức dụng tâm buộc một cái nơ bướm. Tặng cho anh, cảm ơn anh. Tôi có thể mở nó không? Cháu Lâm Vãn có chút thẹn thùng gãi gãi mặt. Từ sau khi cởi nơ bướm, tờ giấy cuộn lên bởi vì dùng sức phản ứng tự động mở ra một bức tranh ngủ sắc sặc sỡ chiếu vào trong mắt hắn. Nội dung trong tranh tựa hồ chính là phòng học lớp B. Trên mặt đất có ba quái vật đầu thú thân người, một cậu bé mặc áo choàng, tay cầm bảo kiếm, một chân đạp lên người quái đầu heo. Có hình tượng đủ sinh động, hứa Khánh Phạm lập tức vui vẻ. Người đàn ông này là tôi, ông hỏi, chỉ vào cậu bé. Ánh mắt lâm vãn cháo chuyển từ trong tranh sang trên mặt anh, e lệ gật đầu. Cảm ơn món quà của anh, em rất thích cháu tiểu vãn thật sự là quá đáng yêu, đại thúc kiếp trước là cứu vớt hệ ngân hà mới có thể có nữ nhi như vậy đi. Lão Đăng, quỷ hỏa của ta dừng dưới lầu có an toàn không? Hứa Khánh Phàm không khỏi tà ác nghĩ. Nhận được câu trả lời khẳng định, nụ cười của cháu Lâm Vãn lập tức sáng lạng hẳn lên. Ừ, ba em bảo em mời anh về nhà làm khách. Cô bé vương ngón trỏ, có quy luật va chạm trước ngực. Được, khi nào? bàn tay nhỏ bé của hắn không thành thật nhẹ nhàng nhổ lông ngốc trên đỉnh đầu cháu Lâm Vãn. cô bé mím cái miệng nhỏ nhắn oán trách nhìn anh. ngại quá, không nhịn được. Lâm Vãn cháu giơ tay lên sờ sờ lông ngốc của mình, không có gì tốt sờ a, à. không biết ba mẹ vì cái gì thích nhổ như vậy, hắn cũng vậy. không sao, ba em nói lúc nào rảnh anh cũng có thể. vậy chiều nay có được không? hôm nay là thứ sáu, nhớ tới cuối tuần này hắn phải về quê chơi hai ngày hứa khánh phàm dò hỏi có thể việc lâm vãn cháo vẻ mặt vui sướng hai người ước định thời gian xong về tới lớp của mình bài học âm nhạc cuối cùng cô giáo mưa nhỏ tiếp tục dẫn bạn học trong lớp tập luyện học sắc bán đảo mà âm lọc vào tai hắn bỏ đi tiếp tục ngủ ý nghĩ cầm lấy in ra ôn tập tư liệu thoạt nhìn mở một cửa hàng in hình như cũng không tệ cho dù là trước khi sống lại cửa hàng in ấn vẫn luôn là món lại kết xu. Trước khi đánh không hỏi, đánh xong hỏi giá cả, một tờ hai đồng, thích đánh hay không đánh, vẫn luôn là cái giá này. Đụng tới một ít không nói đạo lý lão bản, còn có thể âm dương quái khí một phen. Nhiều năm như vậy đều là hai khối tiền một tờ giấy, chỗ nào mắc, không nên nói lung tung, có đôi khi nhiều tìm nguyên nhân của mình, nhiều năm như vậy tiền lương tăng không có tăng, có hay không chăm chỉ làm việc anh từng xem qua một bài báo, có một địa phương tên là Tân Hóa lũng đoạn hơn 90% nghiệp vụ in ấn của cả nước, nếu thật sự muốn làm nghề này trực tiếp đi Tân Hóa mua máy cũ thì không sai. Tìm thư uyển www.giaosusun.com đang lúc hứa khánh phàm nhìn chầm chầm giấy A4 sao chép miên man suy nghĩ thì hạ tiểu tiểu ngồi cùng bạn tầm mắt như có như không liếc trộm ngăn kéo bàn học của hắn. Bên trong để cháu Lâm vãn đưa cho hắn, số lần càng nhiều, hứa khánh phàm không thể tránh khỏi phát hiện tiểu nha đầu vẫn rất quan tâm ta nha có loại cảm giác thanh mai vì mình ghen trong lòng hắn còn rất sảng khoái có đôi khi hắn cũng rất hoang mang hai người khi còn bé quan hệ không phải rất tốt sao như thế nào cuối cùng liền đi tới một bước xuất ngoại kia hứa khánh phàm nhớ lại vô số lần nhưng cũng không hiểu rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến hai người càng lúc càng xa sống lại một đời hứa khánh phàm suy nghĩ cẩn thận rất nhiều thứ cái gì mà yêu cách núi biển núi biển đều có thể bằng phẳng đó đều là trong phim diễn ra gạt người kỳ thật gặp qua hoa nở là tốt rồi cần gì phải để ý hoa thuộc về ai này cho em xem anh lấy bức tranh trong ngăn kéo ra đưa cho hạ tiểu tiểu có cái gì đẹp tiểu ngạo kiều ngoài miệng nói không nhìn nhưng tay cũng rất thành thật nhận lấy bức tranh trên mặt cô bé hiện lên một tia kinh ngạc kỹ thuật vẽ cháo lâm vãn rõ ràng là đã luyện qua bút chì màu sắc rực rỡ miêu tả đồ họa lập thể chính là để cho học sinh trung học tới cũng chưa chắc có thể vẽ tốt như vậy hà tiểu tiểu không hiểu sao cảm thấy mất mát đầu tiên là hứa khánh phàm nhẹ nhàng thả lỏng làm ra đề áp trục trong bài toán sau đó có kỹ thuật vẽ cháo lâm vãng giống như đúc cô không còn là bạn nhỏ thông minh nhất nữa trả lại cho anh hà tiểu tiểu uể oải ghé vào trên bàn hứa khánh phàm là người da đen dấu chấm hỏi mẹ từng nói tạm thời dẫn đầu không tính là gì cố lên hà tiểu tiểu con là giỏi nhất đột nhiên hà tiểu tiểu lại tràn ngập nhiệt tình ngồi thẳng đoạt lại tư liệu in trong tay hứa khánh phàm hứa khánh phàm chính cạn ly bạn đang nghe tại truyện chấm audio lớp hôm nay đến đây thôi các bạn nhỏ tuần sau gặp lại tạm biệt sư phụ không có việc gì làm phát ngốc một chút cuối cùng chịu đựng xong hai tiết cuối cùng nhà trẻ cũng có bài tập, mặc dù bạn có làm giáo viên hay không cũng mặc kệ. Hứa Khánh Phạm vì ứng phó với cha mẹ, tiện tay cầm mấy quyển sách bài tập nhét vào cặp sách siêu nhân của hắn. Tranh của anh lấy về rồi à, Hạ Tiểu Tiểu không chút hoang mang đeo cặp sách, hỏi Hứa Khánh Phạm đang chờ ở một bên. Cầm đi, lần đầu tiên nhận được quà của nữ sinh, mang về nhà đóng khung lại. Thối tha. Hạ Tiểu Tiểu nhìn chầm chầm cặp sách của anh như có điều suy nghĩ. Lúc hai người đi ra cửa, Lâm Vãn cháu đã đứng ở bên ngoài chờ. Cháu Lâm Vãn, Hạ Tiểu Tiểu, hàng xóm của tôi. Hứa Khánh Phạm giới thiệu. Hàng xóm. Hạ Hà Tiểu Tiểu liếc xéo Hứa Khánh Phạm, mặc dù biết giới thiệu như vậy không có gì sai, nhưng trong lòng chính là khó chịu. Xin chào, tôi là cháu Lâm Vãn. Cháu Lâm Vãn mở miệng trước. Ừ, Hạ Tiểu Tiểu không mặn không nhạt trả lời. Đi rồi đi rồi, vừa đi vừa nói chuyện. Hứa Khánh phàm một tay đẩy cặp sách của hai người đi về phía trước. "Đúng rồi tiểu tiểu, lát nữa anh phải đến nhà cháu tối làm khách, một mình em theo ba anh về nhà." Lúc sắp đi tới cửa nhà trẻ, Hứa Khánh phàm mới nhớ ra còn chưa nói chuyện này cho Hạ tiểu tiểu. Hạ tiểu tiểu lắp bắp kinh hãi, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. "Người đi người khác trong nhà làm cái gì?" Rõ ràng hẳn là câu nghi vấn nhưng khẩu khí của hà tiểu tiểu lại giống như là câu khẳng định ba lâm đứng ở cửa nhà trẻ hứa khánh phạm đang muốn mở miệng cháu lâm vãn quẹt một cái liền chạy ra ngoài ba ba này ông lâm ông lấy con gái mình một tay nâng lên tay hứa khánh phạm kéo tay hà tiểu tiểu chạy chậm đuổi theo chào chú chào chú bạn học nhỏ chúng ta lại gặp nhau rồi vị này là con là em gái anh ấy không đợi Ba Lâm nói xong, hai tay Hạ Tiểu Tiểu nắm lấy cánh tay Hứa Khánh Phạm nói. Hứa Khánh Phạm kinh ngạc nhìn Hạ Tiểu Tiểu, gật đầu nói. "Đúng, cô ấy là em gái tôi, Hạ Tiểu Tiểu. Vậy cùng đến nhà làm khách đi, đúng rồi, bạn học nhỏ, tôi còn không biết cậu tên gì, chú tên là Lâm Kiều Sơn." "Chú, cháu tên là Hứa Khánh Phạm, ba cháu còn ở bên kia chờ, cháu phải nói với ông ấy một tiếng." "Muốn muốn muốn, chúng ta cùng đi." Sau khi hai vị đại nhân gặp mặt, ba lâm đánh trắm cầu vòng một trận, khen hứa khánh phạm trên trời ít có dưới đất khó tìm, hơn nữa thanh tình cũng tốt thuộc lại một lần tình cảnh lúc ấy hứa khánh phạm cứng rắn oán giận lão thái bà. Ba hứa thì vỗ vỗ bả vai con trai mình, cười nói, muốn muốn, đều là nên, nếu để cho tôi biết nó gặp được còn khoanh tay đứng nhìn, tôi không lấy dây lưng quất nó. Hứa khánh phạm đứng ở một bên, ngón chân xấu hổ muốn móc ra ba phòng ngủ một phòng khách hôm nay ba lâm chải đầu, quần tây áo sơ mi dày da cao cấp, cách ăn mặc của người thành công. Ba hứa tự biết cùng đối phương tiểu không tới một cái bình, tán gẫu xong đứa nhỏ dặn dò một câu chú ý an toàn, lái xe máy rời đi. Sau khi bốn người đưa mắt nhìn xe máy rời đi, ba lâm lấy chìa khóa ra ấn một cái, một chiếc xe màu đen đổ ở đối diện vang lên. Hứa Khánh Phạm không hiểu lắm, nhưng hắn vẫn nhận ra biển số xe đinh ba kích này. Ba người lục tục ngồi vào hàng sau, kiếp trước ngồi quen hẹn xe trên mạng, ngược lại là không có cảm thấy xe này có cái gì không giống người thường, màu vàng đất bên trong ngược lại cho hắn một loại hàng vỉa hè cảm giác. Hà Tiểu Tiểu vẫn là lần đầu tiên ngồi xe hơi, trong lòng có chút tò mò, nhưng thấy bên cạnh hai người đều lặng lặng ngồi, nàng rất tốt khắc chế tâm tình của mình. Kỳ thật tính ra, chiếc xe này thật đúng là không nhất định đáng giá bằng xe tải lớn của Hà Tiểu Tiểu. Ba lâm lái xe phía trước thấy hai người bình tĩnh ngồi trong xe, hơi kinh ngạc. Mấy năm lễ lúc này xe hơi vẫn là vật hiếm lạ, tiền mua một chiếc xe hơi cũng đủ mua ba bốn căn hộ trong huyện. Dựa vào trực giác của thương nhân, ba lâm bất động thanh sắc hỏi. Người nhà tiểu phàm làm nghề gì? Gia đình bình thường của chúng ta không thể so sánh với chú, cha mẹ tôi trước kia đều là nhân viên của xưởng dệt liên hoa, sau khi nghỉ việc thì tùy tiện kiếm sống. Hứa Khánh Phạm ăn ngay nói thật. Ba Lâm hơi có chút thất vọng, Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, chỉ dựa vào biểu hiện của ông ở trong phòng làm việc, có thể vinh nhục không sợ hãi cũng là bình thường. Gia sư hứa gia thật là tốt." Ba Lâm thầm nghĩ trong lòng. Ô tô chạy hơn 10 phút, cuối cùng lái vào Bích Khuê Viên. Nơi này là tòa nhà thương mại đầu tiên trong khu, lúc bắt đầu phiên giao dịch đánh ra danh hiệu hoa viên thành phố, hấp dẫn một nhóm lớn người có tiền đến mua. Chiếc xe con trẻ đông trẻ tây, cuối cùng dừng lại ở một khu biệt thự. Trong thời gian học đại học hứa Khánh Phạm từng tìm một công việc bổ túc, vô cùng trùng hợp, lúc ấy địa điểm bổ túc của hắn chính là biệt thự trước mắt này. Cây hoa quế cao hơn 3 mét trong tương lai giờ phút này còn chưa tới bả vai của hắn, trên sân tùy ý có thể thấy được nhiều thịt cũng biến thành ngải cứu xanh một mảnh. Hứa Khánh Phạm đột nhiên cảm nhận được cảm giác này đã định định như cái vậy trong cổ văn hàng sĩ hiên chí, chẳng qua là ngược lại chủ nhân tương lai của nơi này là một đôi vợ chồng trung niên buôn bán đồ nội thất, cùng với đứa con trai có thành tích sơ trung không lý tưởng của bọn họ. Cháu Lâm vãn nhiệt tình tiền cho hai người hai đôi dép lê mới, chạy vào phòng bếp bưng đồ ăn vặt cùng đồ uống tới. Bảo bối kỹ thuật số của Đài Phỉ Thúy đã bắt đầu được một thời gian, hứa Khánh Phạm biết Hạ Tiểu Tiểu mỗi ngày đều theo đuổi, thập phần tri kỷ giúp cô mở tivi. Cũng may thời đại này còn không có máy đỉnh học loại này phản nhân loại đồ vật, cái này nếu đổi thành 20 năm sau TV, chính là để cho hắn khởi động máy đều phải nghiên cứu nửa ngày. Trên hành lang lầu một chất đóng rất nhiều quần jean, hứa khánh phàm mơ hồ đoán được cháu Lâm vãn ba làm cái gì, cũng đoán được bọn họ sau đó vì sao bán nhà. Hứa khánh phàm sinh hoạt ở một vùng ngoại ô phía dưới Hồng Kông, trong khu có một thị trấn chuyên sản xuất quần jean, nói không chút khoa trương, cứ 10 cái quần jean ở toàn thần châu thì có 7 cái xuất phát từ nơi này. Nhu cầu bên trong chỉ là một phần rất ít, quần dinh sản xuất ở đây phần lớn là dùng để xuất khẩu. Năm 2001 hoa hạ nhập thế, vượt qua lợi nhuận của thời đại, làm ngoại thương cũng đơn giản như nhặt tiền. Hiện tại nhặt tiền dễ dàng bao nhiêu, thời điểm khủng hoảng tài chính năm 2008 học máu sẽ nghiêm trọng bấy nhiêu. Kiếm tiền là kiếm tiền, nhưng một người muốn quản lý mấy trăm người còn phải bận rộn mở rộng khách hàng còn không bằng mở cửa hàng in ấn đến thật sự. anh quyết đoán pass bỏ ý định xúi dục bố mẹ mở nhà máy may mặc. không bao lâu, trước cửa lại có một chiếc xe con dừng lại. một người phụ nữ trẻ tuổi một thân trang phục thoải mái mở cửa đi vào. người phụ nữ nhìn thấy hai đứa trẻ xa lạ ngồi trong phòng khách hơi sửng sốt, chợt nghĩ đến lời chồng nói tối hôm qua, rất nhanh thoải mái. hứa khánh phàm tự nhiên có thể đoán được thân phận của nữ nhân, nhưng không trở ngại hắn miệng ngọt cháu tối, đây là tỷ tỷ của ngươi đi, thúc, đại nữ nhi của ngươi đã trở lại. Cháu Lâm vãn nghẹn một tiếng mẹ trong miệng. Lâm Kiều Sơn tay cầm sẻn, vẻ mặt nghi hoặc từ phòng bếp đi ra, nghĩ thầm. Tôi lấy đâu ra con gái lớn? Xú tiểu tử, đây là lão bà của ta, mau gọi A Di. Mẹ Lâm phì cười một tiếng, xấu hổ liếc chồng mình một cái. Đi làm cơm cho con đi. Được rồi chẳng lẽ đàn ông Hồng Kông đều là vợ quản nghiêm? Ba mình là, chú Hạ là, hiện tại ngay cả chú Lâm cũng vậy. Hứa Khánh Phàm trong lòng nghi hoặc. Bạn học nhỏ tên là gì? Mẹ Lâm ôm con gái mình lên đùi, ngồi ở chỗ cháu Lâm vãn ngồi. Chị, em tên Hứa Khánh Phàm cô ấy là em gái em, tên là Hạ Tiểu Tiểu. Chào gì? Hạ Tiểu Tiểu thật sự không học được Hứa Khánh Phàm không biết xấu hổ, muốn nói lại thôi hai lần, cuối cùng vẫn gọi gì? Tìm thư uyển www.giao su com mẹ Lâm bị hắn một câu tỷ tỷ chọc cho vui tươi hớn hở, cười hỏi. Vậy ngươi cảm thấy tỷ tỷ năm nay bao nhiêu tuổi? Ở trước mặt bạn học con gái tự xưng là chị, trên mặt mẹ Lâm không khỏi nóng lên. Tôi không biết, dù sao thoạt nhìn so với nữ sinh trung học trong viện chúng ta cũng không lớn hơn bao nhiêu. Mẹ Lâm trời sinh có khuôn mặt búp bê, quả thật có vẻ trẻ trung, cháu lâm vãn tướng mạo có thể giống chim nhỏ bơi lục hoa đều phải quy công cho mẹ cô. Hà tiểu tiểu nhắm mắt làm ngơ, khinh bỉ nhìn thoáng qua miệng hoa hoa anh trai, hết sức chuyên chú nhìn kỹ thuật số bảo bối. Ăn cơm thôi. Ba lâm mở cửa phòng bếp ra, mùi cà ri nồng nặc phả vào mặt. Ba đứa nhỏ chỉ rửa tay xong ngồi xếp hàng. Sắp lên tiểu học rồi, hai đứa đã nghĩ ra trường tiểu học nào chưa? Lâm Kiều Sơn cảm thấy hứa Khánh Phạm làm việc đáng tin cậy, Sắp xếp cho con gái học cùng lớp với anh ta không cần lo lắng con gái bị bắt nạt. Hẳn là đi học tiểu học thực nghiệm. Hạ tiểu tiểu cùng mình thông qua cuộc thi cũng không khó khăn, cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời. Trùng hợp như vậy. Cháu tối cũng chuẩn bị thi ở đó, ba người các con rảnh rỗi có thể cùng nhau ôn tập A, mẹ Lâm vui mừng nói. Lâm vãn cháu trong lòng đồng dạng mừng thầm, lên lớp cuối cùng một tia băng khoăn cũng không có nàng hận không thể hiện tại đi học tiểu học năm nhất. Đến lúc đó chú tìm cách, xem có thể phân ba người các cháu vào một lớp hay không. Hai cô bé vừa nghe lời này hai mắt đều tỏa sáng nhìn Lâm Kiều Sơn. Vậy cảm ơn chú trước, chúc mừng chúng ta hồi tiểu học hay là bạn cùng lớp. Hứa Khánh Phạm nâng ly thủy tinh chứa đầy coca lên quá đỉnh đầu. Cháu Hạ Tiểu Tiểu và Lâm vãn cầm lấy chén của mình bưng lên. Cạn ly. Cạn ly. Sáu ta sẽ bảo hộ ngươi bạn đang nghe tại truyện chấm audio cậu cứ nhìn chằm chằm tớ làm gì không làm bài thi à hứa khánh phàm đưa tay đẩy thẳng đầu hà tiểu tiểu từ sau khi từ văn phòng trở về hà tiểu tiểu giống như là quan sát người ngoài hành tinh vẫn nhìn chằm chằm hắn anh là ai hà tiểu tiểu đẩy tay hứa khánh phàm ra vẻ mặt hồ nghi nhìn anh ta là cha ngươi hắn thốt ra vừa dứt lời Đỉnh đầu liền trúng một hạt dẻ. Tháng trước hộp bút chì của ngươi bị người đoạt hay là ta giúp ngươi đòi lại, ngươi khi nào thì dám cùng người đánh nhau. Hơn hai mươi năm trôi qua, hắn nào còn nhớ rõ chuyện tháng trước, bất quá trong ấn tượng chính mình ở trên sơ trung trước đó vẫn luôn là dựa vào hạ tiểu tiểu che chở. Ngoại lệ duy nhất là vào ngày đầu tiên. Nữ sinh bình thường đều phát dục sớm, lúc mùng một hạ tiểu tiểu cũng đã sắp cao tới một mét bảy cùng học sinh trung học ngay ngô hình thành đối lập rõ ràng. Lúc ấy có mấy học sinh lớp trên thấy cô xinh đẹp, đồng một chút là gọi chị dâu hạ tiểu tiểu, còn đặc biệt chặn cô lúc tan học. Tiểu học còn có gì lâm nhìn, lên trung học cơ sở một ít học sinh hư hỏng ngay cả giáo viên cũng không dám quản. Bởi vậy Hạ Tiểu Tiểu cùng trường học phản ánh vài lần sự tình cũng không được giải quyết. Lúc ấy hứa Khánh phàm chỉ cao một mét sáu mấy, nhưng đánh không lại một đám mùng hai mùng ba, hắn không lựa chọn cứng rắn, mà là dùng trí. Lúc ấy rất nhiều người đều biết Hạ Tiểu Tiểu cùng hắn quan hệ không tầm thường, hứa Khánh Phạm tung tin Hạ Tiểu Tiểu là bạn gái của mình, hơn nữa trước mặt lão đại tiểu tổ học tập tình nghĩa giơ ngón giữa về phía hắn. Quả nhiên, buổi tối hôm đó đối phương đã gọi năm sáu người đến ký túc xá học sinh chặn hắn. Hứa Khánh Phạm bị đạp mấy cước, sau khi nhắm chuẩn thời cơ nhanh chân bỏ chạy, mấy học sinh theo sát phía sau đuổi theo ký túc xá sinh viên chia làm hai cầu thang trái phải nhưng cầu thang bên trái bởi vì cửa chính lầu một bị khóa bình thường đều không có người đi qua hắn nắm lấy khe hở này trước khi đi ngủ làm chướng ngại vật nếu không có gì bất ngờ xảy ra tất cả học sinh lớp trên đuổi theo khi chạy đến đầu cầu thang đều bị dây thép anh đã cố định trước làm vấp ngã một người ngã gãy tay một người chấn động não sự tình còn ầm ĩ lên tin tức hứa khánh phàm cuối cùng học thuộc lòng xử phạt ở lại trường xem xét nhưng từ đó không ai dám chọc giận hà tiểu tiểu nữa anh cười ngây ngô cái gì hỏi anh đấy hà tiểu tiểu thấy gì hứa khánh phàm cười khó hiểu dùng bút chọc chọc cánh tay anh sau này có người khi dễ con nói với mẹ ba bảo vệ con hứa khánh phàm xoa đầu cô bé dịu dàng nói hà tiểu tiểu nguyên bản còn rất vui vẻ tiểu bại hoại cư nhiên nói muốn bảo vệ nàng nhưng nghe xong phía sau lời nói, mặt trong nháy mắt đen xuống. Không để ý tới ngươi. Quả nhiên cô không nhìn chầm chằm hứa Khánh Phạm nữa, lại bắt đầu hết sức chuyên chú làm bài thi. Học bá sở dĩ có thể làm học bá, xem ra là có nguyên nhân, đổi thành hắn liền không tỉnh tâm được học tập. Sống lại một đời, hắn cũng không muốn nhổ sạch tóc đi học lý tổng toán học. 14 năm thi đại học đề mục ta còn nhớ rõ hơn phân nữa, phải ghi chép lại là một sinh viên phục học, đề thi năm trước chính là đề thi cậu tiếp xúc nhiều nhất trong năm học lại, có ảo não vì thi đại học thất bại, có chứng minh mình không cam lòng, đề thi 14 năm hứa khánh phạm lặp lại không dưới 20 lần. Tiết học cuối cùng bất tri bất giác đi tới hồi ức của hứa khánh phạm. Mặt tôi còn sưng không, nhớ tới chuyện xảy ra buổi sáng, hứa khánh phạm hỏi bạn cùng bạn đang thu dọn cặp sách. Tốt hơn nhiều, nhưng vẫn có chút sưng. Hà Tiểu Tiểu lúc ấy cũng ở văn phòng, Nhớ tới hắn bị cái kia đáng giận lão thái bà dùng sức tác một cái, không khỏi có chút đau lòng. Đừng nói với ba tôi, biết không? Vì cái gì a, à? lão thái bà kia xấu xa như vậy, sao không nói cho hứa thúc thúc? Ta không phải đánh trở về sao, có thù ta muốn chính mình báo, tìm phụ huynh tính cái gì nam tử hắn. Hừ. Ngươi bị người ta đánh chết cũng không liên quan đến ta. Hạ tiểu tiểu cũng là xuất phát từ hảo ý quan tâm hắn ai ngờ hứa khánh phàm còn không cảm kích nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của hạ tiểu tiểu hứa khánh phàm không nhịn được bật cười cười cái gì mà cười ôi chao không được véo mặt tôi hai người cãi nhau ầm ĩ đi ra khỏi nhà trẻ chỉ có lúc đối mặt với hạ tiểu tiểu hứa khánh phàm mới cảm thấy mình giống như một đứa trẻ năm sáu tuổi có thể đây chính là cái gọi là nam nhân đến chết đều là thiếu niên đánh nhau với người khác bố hứa nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của con trai mình nghi ngờ hỏi nam sinh lớp bên cạnh vén váy bạn học nữ bị tôi đánh ha 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 ta thấy là ngươi bị người đánh đi nhìn mặt ngươi này sưng như đầu heo nhìn về nhà mẹ ngươi mắng ngươi như thế nào hứa thúc thúc tiểu phàm có thể lợi hại cái kia ba cái vén váy nữ sinh nam sinh bị hắn đánh đứng lên không nổi mặt kia sau lại bị người ta đánh sưng lên ha ha Ba hứa nghe nói con trai mình thấy việc nghĩa hăng hái làm, đồng dạng có chút cao hứng. Đó là bởi vì hắn không nói võ đức, lão sư đều tới thừa dịp ta không chú ý quạt, ta gọi lại. Hứa Khánh Phạm đưa tay che miệng hạ tiểu tiểu, tìm thư uyển nói tiếp. Đánh về là tốt rồi, ta không khi dễ người, nhưng cũng không thể để cho người khi dễ. Hạ tiểu tiểu biểu môi quay đầu trừng mắt nhìn hứa Khánh Phạm, cuối cùng vẫn không nói ra chân tướng sự tình chúng ta nho nhỏ chính là đáng yêu hắn lại nhìn không được đưa tay bóp mặt đúng rồi ba tiểu tiểu con về rồi lát nữa cùng ăn cơm tối à đúng vậy hạ tiểu tiểu kích động quơ bàn tay nhỏ bé ngay cả hứa khánh phạm véo mặt cô cũng không quản được ba hạ tiểu tiểu ban đầu là lớp trưởng lớp lái xe trong nhà máy hiệu quả và lợi ích của nhà máy không tốt sau đó chủ động xin nghỉ việc dùng tiền tiết kiệm mấy năm nay mua một chiếc xe tải lớn cũng không nên xem thường tài xế xe tải, Linh vài năm lúc này không có bản đồ thất đức, rất nhiều đường đều là dựa vào kinh nghiệm đi ra, tài xế xe tải có được quyền nghị giá tuyệt đối, trên cơ bản đi tới chỗ nào cũng bị người ta làm đại gia cung phụng. Cũng không cần đưa tiền thế chấp, ghế lái phụ ngồi xem hàng, phụ trách toàn bộ quá trình ăn uống không nói, còn phải thanh toán tiền xăng qua lại. Ban đầu ba hạ kéo hàng cho người ta, sau khi biết rõ phương pháp thì đổi thành tự mình kéo hàng, một chuyến xuống chính là thu nhập hơn mấy ngàn. Thẳng đến sau này tiến vào nghề này càng ngày càng nhiều, một đám tài xế xe tải điên cùng ép giá, ngành nghề hoàn toàn từ người bán thị trường biến thành người mua thị trường, ba hạ mới bắt đầu buông tha nghề này, nhưng mười mấy năm chạy xuống tiền chính là để trong ngân hàng ăn lợi tức cũng đủ cho gia đình ba người bọn họ sinh hoạt cả đời. Xe máy cũng không lâu lắm liền chạy đến Liên Hoa Đại Viện, vừa xuống xe, hạ tiểu tiểu ngay cả cặp sách cũng không kịp lấy, vội vã chạy về nhà duy nhất không tốt, chính là quanh năm bôn ba bên ngoài, thời gian bồi lão bà hài tử ít đi. Có nên tìm cho đại nhân hai nhà một công việc thoải mái lại có thể diện hay không? Nhìn bóng lưng hạ tiểu tiểu chạy, hứa khánh phàm nghĩ thầm. 7. Từ mẫu kiếm trong tay Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Rất nhanh ngao, ta đi lên chính là một cước, cái kia mập mạp tự như con cá chết giống nhau quỳ rạp trên mặt đất. Lúc cơm tối, Hứa Khánh Phạm có hình có dạng biểu diễn hành động vĩ đại buổi sáng ba đánh hùng hài tử cho hai nhà, người lớn hai nhà bị chọc cười ha ha không ngừng. Được rồi được rồi, xem con có thể làm gì, mặt còn không phải bị người ta đánh sưng lên sao. Mẹ hứa chịu không nổi con trai mình đùa giỡn, tức giận nói. Phạm Phạm nói tiếp, dì thích nghe. Dì Lâm trừng mắt nhìn hứa, cười nói với hứa Khánh Phạm. Ra ngoài vẫn phải nể mặt mẹ mình, hứa Khánh Phạm le lưỡi một lần nữa ngồi trở lại vị trí. Trong TV đang phát sóng tin tức quốc túc đá vào World Cup, bình luận viên lớn mật bình luận. Đá bình tan ba, tiểu thắng một nhĩ kỳ, đá nổ gô. Ly A, à, vị trí thứ nhất trong bảng sắp tới. Nhân viên công tác ở trên bảng điện tử phía sau liệt kê ra một loạt số liệu, phân tích từng cái tính khả thi của tiểu tổ quốc túc vào vòng trong, thuật ngữ chuyên nghiệp một bộ lại một bộ. Cho dù Hứa Khánh Phạm đã sớm biết được kết quả trong lòng cũng không khỏi chột dạ. Chẳng lẽ chính mình xuyên qua chính là thế giới song song? Ngày 4 tháng 6, chúng ta cùng nhau cổ vũ cho quốc túc. Hứa Khánh Phạm thật sự nghe không nổi, lèn lén cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh. Xú tiểu tử, đổi lại mỗi ngày liền biết xem phim hoạt hình. Hứa Ba đưa tay cho Nhi Tử một cái hạt giả, đoạt lấy điều khiển từ xa quay về đài thể dục. Không biết lòng người tốt Hứa Khánh Phạm u oán nhìn cha một cái, thật đến ngày 4 tháng 6, tivi cả nước bị đập nát không có một vạn cũng có 8 ngàn. A, o, 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 a, a, a. Go go go. Liên hoa đại viện vốn yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng dết theo chó dưới lầu nghe được động tĩnh cũng sủa theo. Người nào không có mắt dám tới đây gây sự. Ba hứa, ba hạ hai người tiện tay chép một món đồ rồi chạy ra ngoài. Hứa Khánh Phạm cũng muốn chạy ra ngoài xem náo nhiệt, bị mẹ hứa tay mắt lanh lẹ kéo trở về, trên đầu không chút bất ngờ lại bị một hạt dẻ. Cái gì náo nhiệt đều đi xem, sống khối xá xíu đều tốt hơn sinh con. Mẹ hứa tức giận trừng mắt nhìn hắn. Được rồi được rồi đều là trẻ con. Dì Lâm ông hứa khánh phạm ủy khuất lên đùi mình, cười nói. Vẫn là tiểu ngoan nhà chúng ta, làm con gái cho dì được không? Mẹ hứa cũng học theo ông hà tiểu tiểu lên đùi. Không cần. Hạ tiểu tiểu nhu thuận ngồi ở trên đùi mẹ hứa, nhưng cự tuyệt. Tại sao vậy? Người lớn hai nhà đều rất tò mò. Ta đây không phải là hứa khánh phạm muội muội, ta mới không muốn làm cái kia đáng ghét tin muội muội. Ha 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 ha, phạm phạm chúng ta mới không phải kẻ đáng ghét. Dì Lâm giận con gái mình một cái. Vậy dì tặng tiểu phạm cho người khác, con làm con gái cho dì được không? Hạ tiểu tiểu không nghe ra mẹ hứa đang nói đùa, vừa nghe muốn đem hứa khánh phàm tặng người nhất thời nóng nảy hai vị đại nhân lại cười ha ha tính ra dì lâm cũng chỉ hơn hứa khánh phàm ba bốn tuổi bị dì lâm ông ở trên đùi ngửi từng trận mùi thơm tỏa ra trên người đối phương cậu cảm giác trái tim ngứa ngáy cũng may thân thể còn vị thành niên nếu không danh hiệu của một tiểu sắc lang vô luận như thế nào cũng không rửa sạch được dì ơi con làm con gái gì dì đừng tặng hứa khánh phàm có được không hạ tiểu tiểu sợ gì diêu tặng tiểu bại hoại, vội vàng bổ sung. Được được được, không tiễn, dì nghe tiểu tiểu. Dì Lâm còn muốn trêu ghẹo vài câu, nhưng nhìn thấy chồng mình vẻ mặt quái dị quay lại hỏi ngược lại. Sao vậy? Ha 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 lầu sáu lão Lý Gia không phải tháng trước mới mua tivi màu sao, con trai hắn vụng trộm xem tivi sợ bị phát hiện, tưới một gáo nước lạnh cho tivi hạ nhiệt độ, hai vợ chồng đang đánh con trai đây ha 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 cười chết ta rồi. Ha ha ha, tivi hỏng rồi sao? Có thể không hỏng nha, lão Lý vừa cắm điện đầu, tivi rầm một tiếng liền nổ. Đúng là nên đánh thật tốt. Con muốn đi xem. Hứa Khánh Phạm lấy cớ bước xuống khỏi đùi dì Lâm, chạy chậm ra cửa. Sau khi đi đến nơi không có ai, anh giơ tay cho mình một cái tác. Ta thật đáng chết, đó là dì Lâm nhìn ngươi lớn lên a. À? hắn chạy chậm đi tới lầu sáu, chen ra trong ba tầng ngoài ba tầng đám người, rốt cục đi tới phía trước. Nhìn chổi lông gà gãy thành hai đoạn trên mặt đất, hứa khánh Phạm hít sâu một hơi. Kiếm trong tay từ mẫu A, đây là... Mẹ tôi nếu biết tôi trộm tiền mua sổ số sẽ không đánh tôi như vậy chứ. Nhìn xem người ta khánh Phạm, nhỏ như vậy đã biết cho trong nhà đưa đồ ăn bên ngoài, như thế nào liền sinh ngươi cái này chổi tinh. Lý Thúc thấy hứa khánh Phạm chen vào xem náo nhiệt, lại thắt lưng với con trai mình. Con đối phương hình như đang học lớp 3 tiểu học, lớn như vậy cũng không biết dùng khăn ướt hại nhiệt độ tivi. quả thật nên gọi. Lập tức trở thành hại tử nhà người ta, hắn không biết xấu hổ nhìn nhiều, lại chạy về lầu ba. Mẹ, nếu con làm sai, mẹ cũng sẽ đánh con như vậy sao? Vậy phải xem ngươi phạm vào chuyện gì? Nếu tôi lấy trộm tiền nhà để mua vé số. Không đợi hứa Khánh Phạm nói xong, Ba hứa là người đầu tiên mở miệng. Vậy ba là người đầu tiên đánh chết con. Vậy nếu trúng sổ số 100 vạn thì sao? Hứa Khánh Phạm yếu ớt hỏi. Làm cái gì mộng tưởng hảo huyền, sổ số là tốt như vậy trúng A, à, ít nghĩ những này đường công đường công, vào phòng học tập đi. Giải vô địch World Cup năm nay quả thật rất ho, lúc tôi ở nơi khác thấy rất nhiều người mua. Hà Vũ mới từ tỉnh trở về, nhớ tới cảnh tượng trước cửa hàng người đông nghìn nghịt đột nhiên nói. Tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc chấm giao su sinh chấm thế giới còn có thể mua vé số A, mẹ hứa bình thường cũng không quan tâm những thứ này, nghi hoặc hỏi. Tóc dài kiến thức ngắn, tổng số tiền thưởng World Cup 98 đã hơn trăm triệu rồi. Ánh mắt mẹ hứa cảnh cáo, hứa ái quốc trong nháy mắt nhục chí. Trên tivi không phải nói quốc túc thắng chắc sao, mua quốc túc đó không phải là tặng tiền sao dì Lâm nhớ tới phân tích và vòng trong trên TV vừa rồi. Con ít nghe trên TV nói bậy, Sang Tu và Mộc Nhĩ Kỳ đều là đội bóng đứng đầu, quốc túc có thể thắng một trận đã là không tệ rồi. Ba Hạ rõ ràng là một fan hâm mộ lâu năm, ăn ngay nói thật. Nào có ai nguyền rủa đất nước mình như vậy, một chút cũng không yêu nước, dì Lâm đưa tay véo eo chồng mình một cái. Ngươi lời này nói, ta ủng hộ quốc túc, nhưng không trở ngại ta mua nó đối thủ thắng A cái kia từ nói như thế nào tới? Mạo hiểm đối kháng. Hứa Khánh Phàm ở một bên nói tiếp. Ha ha ha, đúng, vẫn là tiểu phàm hiểu nhiều, ta đây gọi là mạo hiểm đối xung, thắng thua đều cao hứng. Hứa Khánh Phàm lặng lẽ khen ngợi ba hạ, không ngờ lĩnh ngộ được cảnh giới cao nhất của cá cược chó trước 20 năm. Thắng cao hứng, thua có tiền, đồng dạng cao hứng. Xem ngươi có thể, nếu để cho ta biết ngươi vụng trộm lấy tiền đi mua sổ số, về sau liền ở phòng khách ngủ đi. Dì Lâm trực tiếp sa mỏng, quả ngươi nói đến ba hoa chích chòe, lấy tiền đi đánh bạc, lòng cũng không có. Sao có thể chứ, ta cũng chỉ ăn nói một chút, làm đến nơi đến chốn mới là chính đồ. Hứa Khánh Phạm hết sức tán thành giá trị quan của người hạ gia. Độc. Cửa nát nhà tan. Đánh cuộc. Thê ly tử tán. Hoàng. Cái gì cũng muốn dẫn dắt chỉ hại ngươi bất quá trăm phần trăm biết kết quả đánh bạc vậy thì không thể tính là đánh bạc mùa hè này hắn hứa khánh phạm nhất định làm đánh bạc quái